trong máy điện thoại của em lúc đó thì giống như là có hình với lại mấy người bạn gái cũ mà cũng có đủ mà, luôn á anh, có đủ mà không có đủ không hình có xóa bạn gái không cũ luôn. Xong mới hỏi là vậy thôi anh còn ai nữa không, anh kể em nghe hết luôn đi, cái gì thôi thôi bỏ thôi xóa luôn đi. Cái mình cũng tưởng thiệt, cái mình cũng kể ra thêm một hai người nữa. Xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ và chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Tôi nhìn cặp vợ chồng này tôi cứ tưởng tượng đây là cặp vợ chồng Quỳnh Hiểu Lam và Angela Baby. Mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Lan Tài, năm nay em 26 tuổi. Nghề nghiệp của em là chụp hình với lại làm thẩm mỹ. Dạ còn em là Đinh Thị Huỳnh Như, 28 tuổi và em làm giám đốc công ty của mỹ phẩm. Tài với Như là hai bạn quen nhau như thế nào? Dạ vợ chồng em lúc đầu là hơi khắc khẩu, có không có một cái ấn tượng không có tốt về nhau. Là bạn này rất là chảnh mà em là có một người bạn dạng như kiểu là hơi bd vậy đó. Thích bạn này lắm, kêu là Như ơi Như, có thằng này nó đẹp trai lắm, mày ra mày coi mặt giùm tao. Là ảnh rồi là cho ảnh nha, chứ không phải là dành cho mình nha. Cái ra ảnh kêu đây nhìn đi, cái anh này anh chảnh lắm mà anh lại kiểu không thích con cái kiểu khác phái như vậy. Cái ra anh ngước mặt lên trời nè, trong đó nhục mặt mà chưa, tình cờ bạn đó vào quán kế bên nhà em ăn thì giống như là cũng đụng mặt nhau thôi, thì mình nghĩ là bạn này đã chảnh từ xưa rồi nên mình không bao giờ nhìn mặt. Ai ngờ anh ấy lại thích mình, ảnh lại để ý, lúc đó ảnh chia tay bạn gái lại để ý. Thế tại sao em đã thích bạn này từ lúc nào mà để sau khi mà em chia tay với bạn gái thì em lại quyết định đến để mà cái lúc đó là chia tay chưa? Lúc đó là đã chia tay bạn gái rồi. Thì đó em mới tìm hiểu. Em cũng có đi chơi với lại bạn của em ở bên kế bên cái nhà hàng của bạn này, là bán giống như quán cơm ăn bình thường. Ăn mấy ngày sau bắt đầu mới thấy là chiều nay bắt đầu khoảng chừng giờ 6 giờ mấy tới 7 giờ là gặp cô này ở trong quán, giống như là vô cái sổ sách gì đó, xong cái đi vòng ở bên này đi mua shop quần áo ở kế bên hai căn. Thì ủa mà sao kỳ vậy ta? Có phải là không biết là mình thích cổ, biết là mình thích cổ hay là sao mà cứ chiều là cứ đi mua đồ hoài, lạng qua lạng lại hoài thôi, mua đồ hoài, mình thì ăn cơm hoài. Bây giờ mình mới thấy, mình nói nhỏ này hồi xưa mình ghét mà bây giờ cái nó sao thấy nó dễ thương quá vậy ta. Là lúc đó là kiểu là mình ghét nhưng mà mình giống như mình cố ý mình cua để bỏ ghét luôn là đó. Em đó không? Đúng rồi, sau đó mới hẹn đi ăn. Thì bạn này á là nhà em là bán quán đêm, bán tới 4 giờ sáng lận, thì bạn này cũng hẹn em là đi sáng anh sẽ qua rước em và đi ăn với em. Nó ok cứ đúng giờ sáng, 4 giờ sáng lại đi thì đi thì được thì đi. Mà em biết chắc chắn là không ai thức được tới giờ đó hết. Thì sáng đó cái hả ảnh cũng ngủ, ảnh im re luôn. Em về em ngủ luôn tới 10 giờ sáng. Anh giật mình, anh dậy nói trời sao em không nhắn tin cho anh gọi hồi anh nói thôi gọi gì. Để em ngủ. Là anh tức lắm rồi, nó là con nhỏ này nó quá chảnh đi. Cái anh cũng tức. Cái xong tối đó anh hẹn nữa. Anh mới hẹn là tối nay 4 giờ sáng anh sẽ qua em. Em nói ok thì cứ qua được thì cứ đi. Cái xong rồi ảnh mới đúng 4 giờ sáng ảnh có mặt trước cửa tiệm. Thì lúc đó mới là lần đầu tiên đi ăn. Chiều ngày hôm đó trước khi em đi làm là ảnh qua ảnh đón đi vòng vòng chơi, đi ăn đi uống này đó. Là lúc đó tụi em mới là tìm hiểu nhau. Nói chung là câu chuyện của các bạn nó bắt nguồn từ ghét nhau, chảnh anh chảnh chị, 49 gặp 50 đó, chảnh anh chảnh chị. Ủa Tài, em năm nay là 20 mấy? 26. 26 26, bạn này nhỏ hơn em 2 tuổi. Mà em kể anh nghe, lúc mà mới quen lại nhà em, mẹ em nó nói là, trời cái ơi, ấn tượng đầu tiên mà giống như là em lên đón bạn này cái bữa sau mà nói là bữa sau mà sau cái bữa em ngủ á, thì em tí như cái quán đây thì em đứng ở ngay đầu đường thôi. Thăm cái mới gọi là em ơi anh tới rồi mà anh đứng ở ngoài đầu đường này nè. Nên là thôi anh chạy vô đây đón em luôn đi. Thì mình mới chạy vô, thì vừa chạy vô cái cũng không có biết là gặp mẹ của bạn ấy nữa. Cái bạn ấy đi về không, cái mẹ bạn ấy nói mày đấy, nói trời Như sao mày quen ai mà nhìn Nikolai nhìn nhỏ hơn mày nữa vậy Như. Cái mình cũng hỏi ủa anh sinh năm mấy, mình cũng phải đính chính lại giùm. Cái đó là sinh năm 91 bằng tuổi mà. Cái mình cũng nói có mẹ ơi bằng tuổi mà tại vì mặt nó trẻ thôi. Thì mình nghĩ là như vậy. Lúc mà giấu con 3 năm trời em cũng hơi dị đoan, hay đi cơ bói cũng xin nói là sinh năm 91 rồi làm bát bo ảnh cũng giấu. Ảnh cũng giấu cái bát bo của anh đi và làm thi bằng lái xe, nói chung là giấu tất cả thông tin luôn. Có đợt về nhà nội của Tài chơi thì bà nội thì hơi là kiểu lớn tuổi rồi, nhưng mà bà nội rất là minh mẫn. Bà nội hỏi là kiểu hay là ủa Tài sinh năm 9 tuổi con gì. Cái em hiểm lẹ miệng nói dạ Tài tuổi con dê.
Tôi nói không, nó không phải tuổi dê đâu, nó tuổi gà đó. Không có nội, nó không có đâu. Tài tuổi dê, tài tụi mình cũng con mà. Cái bà nội mới nói là không, nó tuổi gà. Cái mình mới dằn xuống mà nó xạo, chỉ có thằng này nó xạo thôi, chứ không thể nào là nó xạo được. Cái mình cũng im, mình lên là có ổng đó mà anh cũng cười cười, anh im, anh đơ đơ đơ. Em đi xuống dưới tòa, em đi xuống phòng dưới đất á, em mới mở, em lục cái chứng minh dân ra, em cầm lên, em quăng. Kỳ gì, sinh năm 93 là sao? Kỳ vậy, nó có gì đâu mình phải giấu vậy. Cũng gần cưới rồi. Cái lúc mà ngày tụi em cưới nha, mẹ mới hỏi là coi nó ngày mấy tháng mấy để đi coi ngày. Dạ xin, cái nói ngày tháng, nó sinh năm 90. Cái gì? Nó sinh năm 93. Em nói sinh năm 93. Cái mẹ nói cái gì? Nó sinh năm 93. Là nhỏ mày 2 tuổi rồi hả? Đúng rồi, nó nhỏ 2 tuổi. Mà không rồi mẹ ơi. Tại vì ba em cũng nhỏ hơn mẹ em 2 tuổi. Đó. Mẹ không có thích cái chuyện đó, nó tái hiện lại với cái thế hệ sau. Nhưng mà rồi nó cũng dính hả? Nghe nè, hai tụi em quen nhau rất là vui. Dạ. Nhìn trẻ trung như thế này chắc đâu bao giờ giận hờn nhau đúng không? Có chứ, cũng có tụi em á là. Em bị giận nhiều đúng không này? Cũng có, hai đứa em cũng gây lộn với lại giận nhau. Nhưng mà mỗi lần giận nhau thì ai là kẹo trên? Bạn này là kẹo trên. Bạn này là nóng tính với lại cái miệng lớn lớn, cho nên mỗi lần mà gây lộn á là em tìm cách nào cho nó đừng có nói nữa rồi. Bịt cái miệng ra thôi. Mà lần nào bịt cái miệng vô thì hồi đó là không biết là có thương em hay không nữa, mà lần nào cắn vô cũng chả máu thì xịt mỡ hết ở đây tới đây ở đây. Xịt mỡ nữa thấy ghê. Mình đang nói mà cứ đưa cái tay vô mà anh biết nó sức đàn ông mà nó siết mình vậy nè. Trời ơi, em hả đang nóng mà đưa tay vô em cắn một cái phịch một cái, em nói anh máu mỡ gì mà nó lôi ra. Mỗi lần nó đánh bạn này về, mà bạn này mà có việc nhà không là má mi gọi, má mi cứ là hiền, má mi giàu em cứ là hiền. Nói hả mỗi lần lúc mà cưới cũng vậy, nó như ơi đừng hiếp Tài nha, Tài nó hiền lắm, tội nghiệp lắm, đừng đánh Tài nha. Như dạ bác ơi, bác coi xong bác cũng thấy được con dâu bác rất hiền. Nhưng mà thời gian đầu thôi, lúc đó hả mình giữ bao nhiêu, mình ác bao nhiêu, đến bây giờ là mình phải trả lại, bây giờ là phải chiều lại hết tất cả những cái giống như là biết bao nhiêu cái lỗi lầm của mình. Ngày xưa mình đánh ảnh là bây giờ mình phải chiều lại, sợ ảnh ăn không được, sợ ảnh ngủ không được, sợ ảnh không vui, nói chung là chiều cảm xúc của ảnh nhiều lắm. Rồi hai em lấy nhau là bao lâu? Dạ tụi em cưới nhau được khoảng 1 năm 1 tháng rồi. Bây giờ cho phép em, đây là hôm nay là nhân cơ hội này, em được quyền kể xấu vợ mình à. Không sao đâu, cô em có thật xấu gì không? Đãi có cái là nóng tính với lại hay ghen. Thì trong máy điện thoại của em lúc đó thì giống như là có hình với lại mấy người bạn gái cũ mà cũng có đủ mà, luôn á anh. Có đủ mà không, có đủ không, hình không có bạn gái cũ luôn. Xong mới hỏi là vậy thôi anh còn ai nữa không, anh kể em nghe hết luôn đi. Cái gì thôi bỏ, thôi xóa luôn đi. Cái mình cũng tưởng thiệt, cái mình cũng kể cho thêm 1-2 người nữa. Trời ơi, cái biết thêm một người nào là sau đó nghe xong hết đúng không, bắt đầu nghe xong hết bắt đầu chửi xối xả luôn. Mày phải xóa hết hình trong điện thoại với lại trong máy vi tính của mày nha. Tao không muốn thấy một cái hình nào mà của mấy nhỏ này trong máy nữa nha. Thôi bây giờ xóa chưa? Xóa từ dạo rồi. Yeah. Xóa rồi hả? Em còn tật xấu nữa. Cái tật xấu mà nhất của vợ em á, nó là hậu đậu với lại đụng vô cái đâu là đổ bể cái đó. Giống như mà đi ăn với bạn bè hay là cái gì đi thì giống như đồ ăn lên hay cái gì đó, hay là nước tương nước đồ gì đó là cái là bình thường không sao, như cái bạn dạ mà đụng vô cái là đổ nước tương, hay là vô trong bar đi lớp ngồi chơi cái ly rượu nó đã không sao, cái đụng vô cái là bể ly. Thôi đưa cái tật xấu với chồng đi. Chồng em có cái rất là ghiền game. Một ngày mà chồng em không bấm điện thoại là chồng em có thể chết. Có một cái đợt nào á, bạn ấy thích một cái game gì đó là mỗi lần đang đi công việc hay là đúng cái giờ đó trong một tiếng phải có 5 phút 10 phút bạn nó phải bấm game, là đang đi là đúng giờ đó là phải đứng lại bấm game. Ừ. Dù bất cứ ở đâu. Bây giờ giữa mê game với mê gái thì tất em nhiên. Cho chọn cái nào? Thì tất nhiên phải mê game rồi. Được cái từ cái lúc mà lấy em tới giờ thì bạn ấy không có một cái lỗi lầm nào với em về chuyện những bạn gái mới, gái cũ gì đó, không có lỗi lầm hết. Được chỉ được cái gì thôi. Em nói là cái bất cứ cái gì anh chơi cũng được, chỉ có cái chuyện đó là em sẽ không bao giờ bỏ qua, không tha thứ. Còn bất cứ chơi game hay quốc gì thì em giận giận thôi chứ em cũng sẽ bỏ qua thôi. Rồi bây giờ mong muốn thay đổi điều gì? Tài mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em muốn vợ giống như là bớt nóng tính lại thôi. Vợ em chỉ có cái mà nóng tính là nó sẽ giống như là con người thứ hai xuất hiện ra vậy đó. Có thể là do vợ em cung sư tử cho nên nó khó kìm cung cái tính tử. Nóng lắm, chồng em cung dễ thương lắm, cung sông ngư. Trời. Sông ngư. Cung yếu đuối. Chồng em là chồng cung yếu đuối. Đúng còn rồi, em phải cung... hỗ trợ qua lại chứ. Rồi, bù trừ hỗ trợ. Nhìn còn dạ. Như dạ. Như mong muốn Tài thay đổi điều gì? Thì em bây giờ hiện tại thì em thấy những cái
em mong muốn thì Tài cũng đang thực hiện được, có nghĩa là bớt chơi game lại, với lại bạn ấy giờ là biết sắp xếp được là công việc, sau đó là cho em đi chơi, sau đó bạn mới chơi game thôi. Còn ngoài ra thì dạo này thì em cảm thấy nó cải thiện tốt rồi. Thực ra với cái bản tánh, với cái người mà có cái gọi là nãy em nói là cái cung gì đó, cung sư tử, cung sư tử, với lại cái khí chất của người ta nó là như thế rồi, thì cái việc mà để cho Như sửa chữa cái việc mà nóng tính đó, thì nó phải nói là nó rất là khó luôn. Thì thành ra là bây giờ còn trẻ thì mình còn ví như mình những cái lúc mà chẳng hạn như cơn mà mình dằn được á, hoặc là mình lên cơn đó mình nóng mình lướt được, chứ mốt mình lớn tuổi đó mà những lúc như vậy á, là huyết áp liền, hoặc là những cái bệnh lý mà về sinh học của mình á, là nó sẽ làm cho cái sức khỏe hoặc là ảnh hưởng liền. Chỉ mong là tụi em sẽ tìm được một cái giải pháp trong cái tính cách của vợ em, đúng không? Dạ. Để chắc mà chắn tụi em hạnh phúc thôi, đúng không? Dạ. Sợ em còn rất trẻ. Riêng chuyện tiền không có thật thà với em. Trời ơi, giấu giếm kinh khủng luôn. Tiền á, đi làm, đi diễn, mà cái tiền nào mà biết á thì mới công khai thôi. Còn những tiền này em không biết là ổng cứ nói là không có. Kính thưa quý vị, bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Wow. Xin chào hai em. Và lần đầu tiên em xin chào anh Quốc Thuận cũng như là chào chị Hồng Vân, và chào quý khán thính giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Mọi người sẽ có những phút giây thư giãn trong chương trình Vợ Chồng Son. Wow, cảm ơn em. Nói nghe nè, anh hai anh em mình đã gặp nhau ở đâu rồi phải không nè? Dạ, có lẽ anh em mình đã gặp nhau với lại những cái chuyến mà lưu diễn trong nước cũng như là nước ngoài. Nói gì em là ca sĩ đúng không? Dạ. Rồi hẹn chi nó quen á chị. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Trường Huy và em đi hát với nghệ danh đó là Huy Kid. Hiện tại thì em vẫn đi hát đều cũng như là phụ thêm bà xã em trong công việc kinh doanh. Rồi mời em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em là Việt Hà, em năm nay 33 tuổi. Nghề nghiệp của em là em đang theo lĩnh vực kinh doanh ăn uống và tổ chức sự kiện. Dạ. Tụi em ở Sài Gòn, mà quê của bà xã em ở Bảo Lộc, mà làm thì ở Phan Thiết. Ủa rồi sao? Rồi ai coi sóc cho tụi em ở trên đó? Dạ, tụi em có đội ngũ nhân viên cũng như là đội ngũ quản lý. Mà Huy là ở thành phố, là chính là dân thành phố đúng không? Dạ, em ở Sài Gòn. Vậy thì làm sao cua được cô gái này thì? Chắc có lẽ là đi hát, có lẽ là cổ đi coi và cổ mến mộ. Anh xin chữ ký rồi ông thấy tao đẹp cua luôn đúng không? Anh nói đúng rồi. Em nhớ là như lúc đó là mùng 3 Tết, em ở Sài Gòn và được bà Xô mời về Bảo Lộc diễn tại một cái phòng trà tại Bảo Lộc. Thì bà xã em lúc đó là về quê cùng với lại một số anh em bạn bè rồi đi đến phòng trà đó ngồi coi. Thì em đứng ở trên em hát, thì khi mà em hát xong thì em thấy một bạn nhân viên, bạn cầm một tờ giấy là đến nói là: anh ơi, có khách muốn gặp anh để mà nói chút chuyện xíu thì anh có thể xuống được không? Em nói ok liền. Khi mà em xuống xong thì em gặp lúc đó thì nhìn bà xã em bầu bỉnh lắm, tròn tròn, nhìn múp múp lắm. Thật sự thì lúc mà gặp bà xã em á, cái em cảm thấy mình có hơi xao xuyến chút xíu. Bởi vì nhìn lúc đó tin lắm. Lý do gì mà em lại thích bạn này mà em không thích một ca sĩ khác? Không phải chị ơi, oan cho em lắm. Ủa, có nghĩa là cái hôm đó là mấy anh của em mới tự lấy giấy viết xong rồi mời lên luôn. Đó. Thôi lỡ rồi mình cũng ngồi nói chuyện rồi ảnh xin số phone em cũng đồng ý luôn. Khi mà em xuống ngồi nói chuyện hồi xong thì bắt đầu là em cũng phải đi về Sài Gòn, thì bà xã em ở lại Bảo Lộc. Thì trên đường đi về tụi em nhắn tin với nhau. Chồng em ga lăng lắm, nhắn được khoảng chừng 2 tin thôi. Rồi chồng em sẽ nhắn thêm một tin nữa là: em ơi, gọi điện thoại lại cho anh nha. Anh không chịu gọi mà em gọi. Em nói trời ơi, sao mà ga lăng dữ vậy trời. Mà em cũng gọi. Đó, dạ trái. Thấy chưa? Sao? Rồi em có hỏi tại sao anh không điện cho em mà bắt em điện cho anh? Có, em cũng hỏi. Rồi tại đến em thẳng lắm. Em hỏi luôn. Cái anh kêu điện thoại em bị hư rồi, nhắn tin gọi không có được. Nhưng mà anh nói thiệt nha. Dạ. Em có thích mấy cái bạn trai mà làm ca sĩ không? Nói thiệt lúc nha. Lúc đó em chưa thích. Tại lúc đó em có bạn trai rồi.
ảnh về Sài Gòn rồi em thì ở dưới quê. Xong rồi mấy ngày sau em lên, tại vì em học ở Sài Gòn. Thì ảnh tự nhiên cũng nhắn tin rủ em đi chơi, mà nó thật là bạn trai em ở xa. Tới lúc quen là em chưa biết có bạn trai, thật sự em không biết, không biết luôn. Giấu kỹ lắm. Nhưng mà hôm đó lại đi chơi đâu? Bữa đó em gọi gan em rủ bà xã em đi chơi xa một tí. Đi cỡ cũng được Vũng Tàu thôi à. Thì em không nghĩ là bị cắn ớn. Cắn ớt là sao? Cắn ớt là có nghĩa là đi gài bả rồi nhưng mà cuối cùng không làm được gì đó. Ông rủ em đi chơi, mà hồi đó em cũng nhỏ, em thích đi chơi lắm. Mà có người chở mình đi Vũng Tàu, em thích lắm. Cái em nói dạ đi. Buổi chiều cũng đi biển, đồ chơi, đồ như của ga lăng lắm chị. Em thích cái gì là mua cái đó cho em. Xong cái tối, nó nói giờ mình đi ăn. Xong rồi ông kêu, hay mình ăn ốc, em nói cũng thích. Cái ổng kêu ngồi đây mà uống rượu rồi ít ít là vui lắm. Em nói lãng mạn ngồi nghe hàng dương gió. Em nói dạ cũng được, anh uống được là em uống được. Trời ơi, ổng uống được chắc chừng 2 ly. Có phải là ổng ngồi ổng im lặng vậy nè chị, ổng nói chuyện vậy chứ lạnh quá đổ nhẹ. Ổng kêu lạnh quá là uống nữa không, uống uống nè em. Ổng uống chừng thêm 1 ly nữa thôi là em thấy ổng muốn té xuống. Say xỉn quá cần câu đồ uống đô nhẹ quá vậy. Đi về chỗ chị, về đến phòng một phát, lăn đến sáng luôn. Là uống luôn. À là cắn đớt là vậy đó hả? Em là em không biết uống rượu, uống bia gì hết luôn á, thật sự á. Thật ra là trong ý định là muốn gài đúng không? Thì... là có ý đồ. Nói chung là muốn ăn hàng mà ăn không được, giờ ăn ớt rồi sao chứ. Nói chung là thức dậy cái cảm giác ăn như thế nào? Bức bối, khó chịu, cắn rứt lắm. Không biết em lúc đó là sao chứ cảm thấy mình vô dụng. Nhưng mà cái đêm đó là em thấy sao? Cái tính của em giống chồng em, uống vô cái muốn ngủ không à. Dạ, thật ra đô của em thì cũng không có hơn ổng mấy. Em nói chồng ổng này không có ý đồ gì luôn á. Rồi đi chơi mà mua, hồi đó thích cái gì mua đó là nó thấy hơi hơi chịu chịu rồi đó. Rồi nhưng mà đến bao lâu thì em mới biết bạn gái em là có bạn trai? Đến khi mà em tổ chức sinh nhật cho bà xã em cùng với lập số người bạn bè cũng ít thôi. Bà xã em có một cái tin nhắn của bạn trai cũ, nói là em về nhà đi, anh cho người đem tặng em một chiếc xe, thời điểm đó là xe đi lăng và SH á. Đi lăng luôn. Dạ, đi lăng đó là ôi. Màu đỏ bạc đô mới cáo cảnh luôn. Trời ơi, xe đúng là mắc lắm đó nha. Đúng rồi. Bà xã đưa tin nhắn cho anh coi, cho em coi thì em mới nói là thì tùy em quyết định thôi chứ anh tổ chức cho em ở đây em cũng thấy rất là vui hạnh phúc, thì em cảm thấy như thế nào thì tùy em. Nói thôi chứ lòng đau lắm đúng không? Không phải. Anh nói với em là tùy em nhưng mà anh cũng có thể mua cho em được. Giấu. Mà đang cái sinh nhật mình đâu có về được đâu. Lúc đó là cái bạn trai cũ đó là vẫn đang ở xa luôn. Dạ ở xa. Xong đó khi đó về thì em im lặng chắc cũng một tuần hả? Một tuần thì lúc đó im lặng với bạn này hay là im lặng với bạn kia? Dạ im lặng với anh này, tại bạn vì này. Lúc đó bạn trai em cảm thấy có vấn đề rồi nên bạn trai em đi về. À là về gặp em. Dạ đúng rồi. Thì có một hôm em đi với bạn em về, thấy người ngồi đậu cái chỗ mấy ông xe ôm á chị, nằm vắt lên cái xe ngồi chờ đợi đó. Anh hiểu cái cảnh mà xe ôm mà chờ khách đúng không? Nằm mà hai tay gác lên trên nè để canh đó phải không? Để canh. Thì em nghi rồi, tức nghĩa là thấy mà gọi mà không được. Khi mà em đợi vài tiếng hồ xong, có bắt đầu cô này và người bạn đó chạy về chạm mặt nhau, em nhìn thấy con này trước mà lơ em. Rồi xong rồi khi mà người ấy đưa bà xã em về tới nhà rồi, người ấy đi ra ngoài đầu hẻm tới em chạy vô. Người ta thường là đấu trí đấu sức, còn mình là đấu đuối. Đấu có ai đuối hơn. Ngồi lúc đó là chắc từ 12 giờ đến 5 giờ sáng. Em biết em ngồi em ngồi đó luôn á hả? Em ngồi không ngồi có cho em lên ngủ luôn gì, có nghĩa là ngồi đó để mà em nói chuyện. Em tức giống như là em cho đỡ tức người mình lầy luôn. Nhưng bạn kia vẫn ở ngoài đầu hẻm chờ. Ngoài đầu hẻm một lát cũng nói đi về trước. Còn cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì hai đứa dẫn nhau đi lễ. Hai đứa em được có đạo đi nhà thờ năm sáng. Thì lễ sớm nó em vô khoảng chừng được chừng 15-20 phút thôi, quá mệt thôi đi về ngủ. Thì về lúc đó em sẽ chở bà xã em về thì mạnh ai nó về thôi. Thì tiếp theo sau đó thì bà xã em mới suy nghĩ sao không biết, em mới muốn gặp để mà nói một lời. Xong ông này ông khéo lắm chị, ông đánh tâm lý được. Lúc đó kỷ niệm quen nhau hay anh nhớ cái ngày gặp nhau gì đó, hôm đó anh không gọi gì hết. Cái hôm sau ngủ dậy thì em thấy có người gửi món quà tới. Là một cái hồi đó anh nít, anh thích con chuột hamster. Đến buổi chiều ảnh mới
nhắn em là em ra trước đi. Cái nhìn xuống, trời, ổng đang đứng ở dưới. Để xuống cái ổng đưa cho em món quà. Cái ổng kêu là em lên thay đồ này đi, rồi đi ra đây với anh. Xong em lên, trời, tặng nguyên bộ váy, đồ trắng, đồ lịch sự lắm. Xong ổng dắt em đến cái nhà hàng. Có ban nhạc nữa, chị, có ban nhạc đến. Tự nhiên cái hát tặng cho em bài. Rồi tự nhiên cái nhũn nhùi luôn. Có nghĩa là lúc đó là dứt khoát cái tình cảm luôn đó, đúng không? Lúc đó em là gọi là gục ngã luôn đó, đúng không? Dạ đúng rồi, của Twist giống như là tự nhiên mình cảm thấy là đây mấy người cho mình cảm thấy là thoải mái dễ chịu nè. Thời điểm đó em coi phim Hàn cũng nhiều. Rồi sau bao lâu thì tụi em quyết định làm đám cưới với nhau? Đám cưới là phải 5 năm sau. Mấy 5 năm sau luôn hả? Dạ. Vậy thì lúc nào mà em quyết em được ăn thịt mà em không bị ăn ớt nữa? Đó. Sau đó đây là tự nguyện. Bữa đó em cũng rủ đi, nhưng mà trong lòng em cũng nói là thôi bây giờ mình cứ tấn công hoài mà không được đáp hoài thì cũng ấy lắm thôi. Khi nào mà cần nào mà tự gợi ý rồi mình đi, đúng không? Tại lúc đó đi chơi là phải trễ, nếu mà cứ ngồi ở đây nguy hiểm, có gì vô đó nói chuyện xíu thôi. Nếu mà anh hứa anh làm gì là anh sẽ là con cún. Khi em cũng tin. Xong rồi sáng hôm sau ổng sủa luôn kìa. Tôi thà làm cún rồi hơn làm ớt, ăn ớt nó cay lắm. Cưới nhau được mấy năm rồi? Dạ em cưới được 6 năm rồi. 6 năm rồi. Dạ. Lúc mới lấy nhau về thì bắt đầu có loài tật xấu ra không? Có nghĩa là còn ngọt ngào say đắm đó. Nữa không? Chồng em là vô tâm kinh khủng, suốt ngày bấm điện thoại, cuộc đời của người coi tivi, vô toilet là 1 tiếng 2 tiếng mới ra. Mà em thì hãy nhõng nhẽo vào giận hờn khóc, khóc là bắt đầu hả, ông kêu là nín đi đừng khóc nữa. Quay qua, ổng ngủ tiêu rồi. Vô tâm. Hoài như vậy luôn. Coi như là vô tâm. Riết giờ em tự khóc tự nín luôn. Em không cần dỗ nữa. Mê màn hình, mê toilet hơn mê vợ. Dạ đúng. Rồi sao nữa? Có thật thà không? Riêng chuyện tiền không có thật thà với em. Trời ơi, giấu giếm kinh khủng luôn. Tiền á, đi làm như vậy mà cái tiền nào mà biết á thì mới công khai thôi. Còn những tiền này em không biết là ổng cứ nói là không có. Thì em cũng, mà cái tính của em cũng không có hỏi nhiều. Cái có hôm á, lúc mà cưới xong á, hai vợ chồng á mới để dành được tiền đi mua xe. Thì lúc đó em, hai vợ chồng chị để dành được đủ tiền để mua cái xe mà lúc đó cái xe đó nó có 2-3 phiên bản thôi. Thì lúc đó là chỉ có tiền mua cái phiên bản thứ hai thôi. Còn cái phiên bản thứ ba là phải thiếu 100 triệu phiên nữa. Phiên bản cao cấp nhé. Dạ. Thì em mới nói thôi, bây giờ không có đủ tiền, thôi mua cái phiên bản thứ hai. Em tính là ngày mai đi lấy xe rồi. Tối về, ông không ngủ chị, ông chằn chọc. Ông suy nghĩ sao á. Cái ông bật dậy, ông kêu, em, anh nói cho em nghe, ngày mai đi lấy xe đó đi. Em nói, chờ tiền đâu lấy. Cái ông kêu, anh có 100 triệu. Lúc đó mới lòi ra cái nghĩ đen. Trời, lúc đó em giữ bình tĩnh dữ lắm chị. Em mới nói, ủa đâu ra anh có. Cái ông mới kêu là tiền anh đi diễn á. Xong rồi anh cất rồi. Cất riêng đúng không? Đó, mà lúc đó em không dám la ổng nữa. Em sợ em la rồi lần sau á ổng giếm luôn, ổng cho em biết. Đến bây giờ giếm tiền, quỷ đen. Quỷ đen. Rồi, bây giờ sao? Bây giờ sao? Bây giờ còn. Bây giờ chắc còn... nhiều lắm luôn á. Mà ổng giấu cho em biết á. Làm gì có. Bây giờ là còn đặc xấu gì nữa không nè? Vô cùng sống ảo luôn. Trời ơi, đi đâu cũng hả? Em sống ảo đúng mà, đâu sống ảo sai đâu. Cái tính của em á là em không có thích chụp hình rồi up Facebook rồi này này kia kia đâu. Nói chung là cái tính em đi vợ chồng vậy là chỉ cần chụp hình làm kỷ niệm là được rồi, không cần khoe. Mà ổng cứ hả đi một ngày là 80 cái status chụp hình, nhưng mà có kêu gọi người ta comment không? Coi như là sống ảo. Dạ không, tự lấy máy em comment luôn. Là ảo lắm luôn á, ảo diệu luôn rồi đó. Không, chủ tính em muốn vô tư thôi, giống như là mình đi chơi thì vợ chồng đi du lịch cùng nhau thì đi đến đâu thì cũng muốn post lên để làm kỷ niệm, nhiều khi Facebook nhắc lại nữa. Chứ thật sự sống ảo thì phần nào đó thôi. Nhưng mà ở trong nhà đó, những cái việc nặng nhọc, những cái việc quan trọng là ảnh có chia sẻ với em không? Dạ, những việc mà nặng nhọc á là thợ làm. Còn những cái việc mà nhẹ nhàng á thì em nhờ là... thì ảnh đang thôi tội nghiệp quá rồi. Để chồng em, kể em đi. Không hay em không có đụng vô mấy cái điện ống nướng này nọ, tại em đụng thợ đâu làm, thì thợ làm đó. Dạ đó, đó, đó. Bảo vệ đó. Dạ. Em xã em có thật xấu gì không? Trời, nhiều phải nói chứ, nhiều lúc em muốn đi ăn sáng mà không đi được, bởi sao ngủ từ tối đến đêm 12 giờ trưa mới dậy.
cái em mới nói trời em làm sao mà em ngủ ít lại, ngủ nhiều quá là ú như heo luôn rồi sao coi được. Em biết rồi, biết rồi, mà ngày mai thì cũng là ngủ tiếp. Thôi bỏ qua anh này được không? Nhạt quá đi, thôi bỏ cái này đi. Tại ngủ nhiều đi. À, hay quên, nhiều khi một phần quỷ đen của em cũng nhờ bà giặt đồ tiền moi ra nhiều lắm. Tiền bỏ túi này túi kia giấu lắm. Nhiều khi quần á, đôi khi em bỏ vô máy giặt em gom cái tặc em, nhiều khi rồi em bỏ gì vô em phải móc ra coi. Nhiều khi giấy tờ quan trọng hay là tiền, nhiều khi gom lại có lúc mở ra được vài triệu luôn cũng chừng. Trời ơi, quên luôn. Gọi gì nữa nè, có hay ghen không? Bà này bà vậy nè, ghen trời, ghen rồi khỏi nói rồi. Lúc mà chưa cưới nhau thì cũng nói, mà khi mà cưới nhau rồi ý em bon chạy trước còn đi xe đó, cứ nhìn hoặc đi đâu mà nhìn thấy mấy cô gái này nọ, cái nó làm gì mà nhìn người ta dữ vậy, nhìn giống như muốn lé mắt luôn, mà trong khi đó mắt không mà đếp riệp mà lé đừng có thấy ai đâu, chứ căng lên mà nhìn đường muốn khổ lắm rồi. Giờ nói với vợ đi, em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Thật sự thì muốn rằng là vợ bớt nóng tính lại, thì vợ rất là nóng tính, đụng việc nhiều khi làm việc á không được như ý á, rất là khó chịu ra mặt luôn. Hãy bớt nóng tính lại, dù gì mình cũng là phụ nữ mà, dịu dàng tí, với lại khen anh nhiều chút. em thích nghe lời khen lắm, nhưng mà không bao giờ khen em. Nhiều lúc là mình cũng tự ái lắm, thật sự luôn. Tủi thân á, tủi thân á. Đúng không? Giống như chỉ cần một lời động viên nhỏ thôi là khi mình cũng có động lực mình làm nguyên một ngày đó chị ha. Còn em mong muốn Huy thay đổi điều gì? Em chỉ muốn là anh sẽ chăm sóc cái bản thân của mình hơn. Rồi có những cái mà thói quen, ví dụ như bớt tivi nè, bớt điện thoại nè, bớt toilet lại, dành thời gian chăm sóc con, rồi chăm sóc vợ, nói chuyện với vợ. Em chỉ muốn như vậy. Chắc chắn cái điều đó là anh sẽ làm rồi. Biết sao hôm nãy chồng em á, chồng em có một cái mong mỏi đó đó, thì chị nghĩ là cũng đúng đó. Đôi khi phải khích lệ chồng, và chồng có cái gì tốt thì mình khen. Ủa, kiệm gì cái lời nói, kiệm gì cái lời khen đâu, đúng không? Yeah. Mà như vậy nó sẽ tạo một cái động lực rất là tốt. Thì nếu mà như vậy rồi thì chị nghĩ bạn sẽ bớt tự kỷ, sẽ bớt cầm điện thoại, sẽ bớt coi phim. Yeah. Đó, thì chị chỉ mong muốn như vậy thôi. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến đây tham dự chương trình nha. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau ha. Okay. Cảm ơn chị Hồng Vân. Cảm ơn em. Cảm ơn anh Thử gì. Ông chồng em là như công chúa vậy đó. Chỉ việc là giờ đó là xuống nhà tắm, ông biết ông đếm tóc trên đầu hay sao, ông ở trong nhà tắm 30 phút ông mới ra. Chị thay đồ rồi đi làm là tục cái quần đùi ra, là để im cái quần đùi ở trên nhà đi luôn. Là em vừa dọn đồ hai đứa nhỏ, em dọn đồ thêm đứa lớn nữa. Và bây giờ mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay tiếp theo để cùng chào đón cặp vợ chồng số 2. Xin chào hai bạn. Chà, nhìn thấy mái tóc là thấy có vẻ như có một chút gì nó đồng cảm dữ lắm luôn á nghe. Hai anh em ruột á, nhìn là thấy giống hai anh em ruột lắm luôn á. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Phạm Ngọc Thạch, em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại em đang làm bên ngân hàng quốc tế VIB. Thạch bao nhiêu? Em năm nay 33 tuổi. 33, em nhỏ hơn anh. Còn em? Dạ, lời đầu tiên em xin gửi lời chào tới chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em tên là Đỗ Hoàng Hạt, năm nay em 31 tuổi. Em lớn, sinh ra và lớn lên ở Thái Bình. Và hiện đang sinh sống và làm việc trong Hồ Chí Minh. Em làm vợ của anh này được 7 năm. 7 năm rồi, em làm nghề gì? Dạ, em làm bên bưu chính Viettel. Hai em là quen nhau từ khi nào? Bọn em quen nhau năm, biết nhau chắc cũng năm 2010 á. Lúc đó em đang làm nhân viên kế toán ngoài Hà Nội. Thì công ty em chuyên cung cấp thiết bị cho ngân hàng là anh này. Thế mỗi lần mà sếp cần đòi tiền hay là nhờ anh này ký nghiệm thu gì là lại xúi em gọi cho anh này. Mà là chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi hả? Dạ, dạ đúng rồi. Mà em nghe cái giọng của cô này thì em thấy... Lúc đầu mà gọi qua điện thoại á thì cô này nói rất là ngọt. Lần đầu tiên em nghe mà em kêu là thôi em trở lại giọng bình thường đi, em ngọt quá, anh nổi da gà luôn. Lúc đó em ở Hà Nội thì em nói tiếng Hà Nội nó như thế nào thì em nói, anh kêu em nói bình thường, em nói bình thường nhất rồi đó. Nhưng mà khi nào thì em mới nhìn thấy được cái gương mặt của cô? Khoảng một năm sau. Lúc thấy qua đâu? Em vào Sài Gòn. Vào Sài Gòn, vợ em vào Sài Gòn. Thì lúc đó nhà em có chuyện là chị dâu của em sinh em bé mà không có người trông. Mà công ty thì cũng đang thư, cái em có xin phép sếp là cho em nghỉ phép mà cỡ 3 tháng không lương luôn. Em vào trong này để chăm bà chị, để chị dưỡng sau sinh mình kiêng cử cho nó kỹ. Thì em vào đó thì sếp mới nhắn gửi là vào thì nhớ mời anh này đi uống cà phê để cảm ơn. Bởi vì anh ấy hỗ trợ bao nhiêu là lâu rồi. Thì em cũng vào thì em cũng quên luôn, em cũng không nhớ gì, tới gần ngày về chắc cũng cỡ 2 tuần nữa em mới về. Sếp cứ hối hoài.
Rồi cuối cùng em cũng phải nhắn tin mời anh này đi. Nhưng mà bọn em đều quên, đến lần thứ 3 mới mời được nhau đi cà phê. Rồi ấn tượng đầu tiên khi em nhìn thấy anh ấy ở ngoài? Lúc đó thì em cũng có nghe đồng nghiệp nói là anh này khó tính thôi, không biết là hình dáng làm sao. Thì em đi đôi guốc cao lắm. Mà đến lúc đến gặp thì ở quán cà phê thì anh ấy bước xuống xe cái em nói ôi thôi trời, lùng quá, tại em đi đôi guốc cao thôi quá chết rồi. Thôi chết rồi là còn mập, là còn đen, nhìn ngu khù lắm kìa. Xong rồi đầu thì nó chưa hói như bây giờ. Về em nhổ hết tóc, hư quá. Em thì sao, em nhìn cái cô này thì sao? Nói chung là lúc đầu nhìn thì thấy cao, xinh, nói chuyện dễ thương. Xong rồi cũng thấy là nhưng mà thấy cũng cái miệng cười cũng đẹp, mắt cũng đẹp mà mũi lại cao nữa. Em thì nguyên dàn nhà em là mũi tẹt hết nên nhìn mũi cao là em cũng thích rồi. Dạ. Mà không sợ trai Sài Gòn hả? Có, chị gái em dặn rồi. Chị nói là thôi, trai Sài Gòn nó ghê lắm ấy. Đừng có nghe nó. Đi gặp rồi đi về thôi nha. Về để về Hà Nội làm cho nó chắc ăn. Chứ không đi gặp là về sếp không nhận lại nữa. Chắc là ông sếp á, ổng là ổng có ý đó. Dạ, ổng chắc anh cũng có ý. Dạ. Nên anh cứ ép là phải đi mời bằng được mà em đã quên rồi. Xong ổng nhắn tiếp là tuần sau là em đặt vé máy bay em về rồi. Mà cuối cùng đi gặp cà phê xong là hủy vé máy bay luôn, không về nữa. Vậy luôn á, lẹ dữ vậy đó hả, một tuần lễ sau luôn. Dạ. Lúc em gặp bạn này là em đã quyết chí liền chưa? Tức là lúc đầu mà gặp trong quán cà phê thì chưa có tình cảm gì hết. Sau đó tại nói chuyện thì hai bên cũng thấy cũng hợp. Xong rồi ngày 2 tháng 9 là rủ vợ em đi chơi. Tức là đi coi pháo hoa. Xong về cái là ghé một cái công viên ở gần nhà. Xong rồi tỏ tình, thế là vợ em ở lại luôn. Vậy đó. Hay quá. Em tỏ tình với vợ hay là vợ tỏ tình với em? Em tỏ tình với vợ. Dạ. Anh ấy tỏ tình cũng kỳ lắm chị. Không nói gì đâu, nói mỗi câu là giờ anh chẳng có cái gì đâu. Mà em thì em nghĩ là thôi thì sự nghiệp thì từ từ rồi mình cùng nhau gầy dựng. Thì em có hỏi anh là gì, anh có biết làm không? Nói anh có, anh biết đi làm. Anh có biết ăn không? Nói biết. Nói thôi dậy được rồi, về rồi cùng làm ăn vậy thôi. Chứ còn em cũng không quan trọng lắm về cái sự nghiệp trước. Thì từ từ rồi mình có. Nhát đúng không? Nhát. Thì bên bao lâu thì mới tấn tới cái vụ kia? Cái nụ hôn đầu đời đó, của anh, hai đứa đó, đó là em chủ động hay là vợ chủ động? Em chủ động. Mà cuối cùng vẫn là chủ động hết thì em cũng phải bật đèn xanh. Em cũng phải bật đèn xanh thì mới dám. Không, cái vụ nụ hôn đầu đời á, là lúc đó là ở đâu? Chắc đầu tiên là trong quán cà phê thì phải. Tại vì cái quán cà phê đó nó có một khu vườn, mà khu vườn tình yêu á, là cái vô trong đó nó có muỗi, người ta có đốt cái nhang muỗi thì em cứ ngồi em đuổi muỗi thôi. Thế thì cũng đuổi muỗi khùa hồi thì cũng khua chúng anh này. Cái anh này bắt đầu anh run nói chung chảy mồ hôi quá trời. em thò mặt lại gần hơn xem phản ứng sao, em đuổi muỗi dùng cho nữa. Thì em thấy tranh thủ hơn cao thủ là vô má. Sau cái hôn vô má này em thấy sao? Nó người nó tê sao đây. Em thấy anh này cũng nhát. Thì em bảo là có khi nào anh ấy bị BD không? Thì em cũng sợ BD chứ. Nên em cũng phải thử xem là có vấn đề gì không. Nhưng mà sau cái nụ hôn đó rồi thì khẳng định là không. Dạ là không BD. Vậy thì trong cái chuyện cưới có chủ động không? Cưới thì là do em. Tại vì là nhà em thì quận 12, anh này ở quận 8. Thế mà một tuần anh sang chỗ em tới 3 lần, có hôm 4 lần. Cái cứ đêm khuya thì mới về. Mà em thấy ông đi đường xa về em đâu có yên tâm đâu. Nguy hiểm. Nhà em cũng sợ lại phải đợi ông về gọi điện là anh về tới nhà rồi. Xong hai đứa tám tiếp tới 2 giờ sáng nữa. Không biết hồi đó có chuyện gì mà nói nhiều, nó biết không hết chuyện nữa. Cái em mới nói thôi anh ơi, giờ ở quê em thì em cũng thuộc tốt cao tuổi rồi. Là 24 tuổi, là các chị em là chị 19, 18 là bố em gả hết rồi. Còn em là em trốn được tới giờ này. Cái xong bố mẹ cứ suốt ngày lo con ế. Thế là em bảo thôi bây giờ em cũng lớn tuổi rồi, mà sự nghiệp thì cũng đang đi làm rồi. Thì thôi mình đám cưới đi, chứ em sợ anh đi đêm hôm này em cũng lo này kia. Thì thôi về đi để khỏi phải sang. Thế là anh ấy cũng chối, cũng không cưới. Không cưới? Dạ, không cưới, sợ. Dạ, tại không vì được vợ. Lúc đó thì em đang đi học, em đang học lên. Thì em có nói vợ em là thôi hay là mình giờ lại khoảng có 2 năm nữa đi, để anh học xong đi rồi xong rồi mình cưới. Hay là không biết vợ nghĩ sao, giận đi vô nhà nói chắc em không có đồng ý cưới quen cho có.
xong hôm đó vợ em giận tới mấy ngày luôn hả? Dạ. Rồi xong tiếp theo sau cái cuộc giận đó thì sao? Sau cuộc giận đó thì thôi nghĩ thôi mình cưới luôn. Dạ. Dạ. Rồi coi như bây giờ là hai bạn là cưới nhau bao lâu rồi? Dạ em hai vợ chồng cưới cũng được 7 năm rồi. 7 năm rồi? 7 năm rồi. Mấy bé? Hai ạ. Hai bé. Dạ. Vậy thì ở với nhau đó, trong 7 năm trời thì có tật xấu gì không? Những cái tật xấu gì nó lòi ra hết không em? Thực ra là tật xấu là lòi trong năm đầu tiên rồi. Dạ, lòi hết đâu rồi. Dạ. Dạ. Hồi mà chưa cưới thì cũng lễ Tết này kia hoa hết, đủ cả, quà cáp đủ cả, xong cưới xong về á. Ông có cái tật là cứ trước cái ngày lễ thì ông rủ em đi mua vàng, mua trang sức này kia cho em đeo. Xong đến ngày đó ông quên phé nghe đi, ông chẳng gì cả. Mà em thì tính em thì lãng mạn lại hướng ngoại nữa. Thì mua một bó hoa thôi. Về em cũng có nói gì đâu, nhưng mà không mua luôn. Rồi còn có những cái tật rất là điển hình của đàn ông nè, là lười biếng là có không? Bầy nhầy á chị. Bầy nhầy hay. Bầy nhầy hay bầy hay. Bầy hay bầy hay. Thay quần xong đi làm buổi sáng á là hai đứa con là em lo đi học hết. Ông chồng em là như công chúa vậy đó. Chỉ việc là xuống là giờ đó là xuống nhà tắm. Không biết ông đếm tóc trên đầu hay sao, ông ở trong nhà tắm 30 phút ông mới ra chị. Ra là thay đồ rồi đi làm là tục cái quần đùi ra là để im cái quần đùi ở trên nhà đi luôn. Là em vừa dọn đồ hai đứa nhỏ, em dọn đồ thêm đứa lớn nữa. Là đủ bộ luôn. Bừa bộn. Dạ, bừa bộn. Rồi bây giờ tới em đó là tội nghiệp người đàn ông nhất nhát. Nãy giờ em bị khui dữ lắm đó, bây giờ tới em đó. Vợ em thì nói chung là thương chồng thương con, nhưng mà nói chung cũng có một số tật xấu. Ví dụ như là vợ em hay ghen. Ghen. Tới giờ ghen. Còn ghen à? Tới giờ còn ghen. Tới giờ còn ghen luôn. Wow. Tức là hồi xưa bạn gái cũ của em á mà kết bạn Facebook á, mà vợ em thấy á là bắt đầu giận. Xong rồi kêu xóa. Rồi ví dụ như là quen mà chụp hình với ai trên cơ quan mà chụp nữ. Hình chung là giận. Mà nhiều khi còn ghen với đàn ông nữa đó. Vì là ghen bệnh rồi. Nhưng mà kỳ lắm anh chị ơi. Tại sao mà ở trên văn phòng gặp nhau suốt từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều rồi tối về gọi điện thoại nói chuyện tiếp. Mà lại cái tính lấm lét nữa. Cái thấy chuông điện thoại tới, cầm cái điện thoại đi ra ngoài nghe. Cái đó em phải nghe. Đặt dấu hỏi chứ. Bạn nam hả? Bạn vâng, nam bạn nam mà cả anh này có vợ, anh kia cũng có vợ rồi. Nên em mới nói là, ủa nói gì thì nói bình thường đi. Đàn ông với đàn ông mà từ sau phải mang điện thoại ra bên ngoài. Ta ghen là em, đúng rồi. Không, đúng rồi. Đâu bị mà bạn kia bị. Mà chồng em lại có duyên với BD. Hồi xưa là ủa, em mấy anh BD ưa. Em có thích đàn ông không? Em thì bình thường vậy. Dạ. Không. Ý là có sức hút với BD thôi. Không, em thì hồi xưa lúc mà em chưa quen vợ á là cũng có hai người cũng BD cũng thích em. Không. Nhưng mà thật ra là em có sao xuyến không? Dạ. Không, sao xuyến em bạn trai thẳng. Nói chung lúc đầu đọc thì cũng hơi nhưng mà hơi là nhưng mà sau đó bình tĩnh lại hết. May là gặp em đó. Gặp em kịp thời đó. Gặp em kịp thời đó. Chỉ còn không là sao xuyến luôn đó. Chỉ cần có cái sao xuyến nữa là có thể khẳng định. Thì đúng là em phải chặn ngay từ đầu đúng không ạ? Bây giờ còn có tật xấu gì nữa cô ấy không? Nóng tính. Thường thì nhà em có hai đứa con gái. Mà vợ em thì là hạp đinh bé út. Cứ gặp bé lớn mà nó phá hay gì là bắt đầu la mắng chửi nó. Trong khi đó con nhỏ thì phá bắt đầu lôn lớn ra chửi. Giận cá chém thớt hả? Dạ. Không giống có. Như là không có. Nhỏ mà la lớn hả? Là không sao? Có, tại con bé nhỏ nó vừa mới được ngủ một tí thì con bé lớn nó xuống nó quậy, con bé nhỏ nó dậy luôn. Việc thì em chưa làm xong thì em phải nổi cáu lên thôi. Nhưng mà theo chị là vậy, mình sẽ góp ý hơn là mình la. Khi mà em bắt đầu em cứ la nó, em phải làm người ác cái gì đúng không? Làm đóng vai ác còn dạ. Đây đóng vai thiện gì? Vâng, em thì toàn phải đóng vai ác. Mặc nhiên trong đầu của nó không hiểu điều đó đâu. Nó sẽ nghĩ rằng em thương con nhỏ hơn hơn nó. Dạ. Cho nên nó sẽ gần với ba nó nhiều hơn và nó sẽ ghét con bé nhỏ. Bây giờ em phải là thể hiện lại là em thể hiện là thương nó nhiều hơn. Khi em thương nó sẽ thương con bé nhỏ. Dạ. Tại vì chị có con nhiều, chị biết chị ba đứa rồi. Cái tuổi của đứa nào cũng vậy hết trơn á, nó sẽ có cái giống như bà con kiểu như là hay có cái tật á, trời ơi mày ra rìa rồi nha. Nó có em cái đó là rất rồi, nguy mẹ hiểm hết thương mày rồi. Cái đó rất là nguy hiểm. Nguy hiểm lắm. Yeah. Yeah. Cho nên em thay đổi đi, em phải thay đổi lại. Yeah. Rồi, bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Thì nói chung là em mong muốn là vợ bớt nóng tính lại. Với lại thực chất vợ nói em vô tâm thì cũng đúng. Nhưng mà thực chất nó cái vô tâm nó hình thành từ cái thói quen tính cách của em. Tại vì tính của em thì nó hồn nhiên vô tư.
mà vô tư thì vô số tội. Nên nhiều khi nó làm cho người khác vợ không hiểu lầm là vô dạ, tâm gì? Thì hiểu lầm là vô tâm. Vấn đề này em sẽ cải thiện thêm. Không, chồng dạ. Em từ bữa mà đăng ký chương trình tới giờ là thay đổi rồi. Sợ rồi. Còn em muốn chồng thay đổi điều gì? Dạ, thì hiện giờ là thay đổi gần hết rồi đấy chị. Mọi thứ là so với lúc đầu là thay đổi gần như hoàn toàn rồi. Nên là hiện tại cuộc sống của em là đang ổn. 7 năm rồi, bây giờ về là vẫn còn rất là hạnh phúc đây nè. Dạ, nên cố gắng. Chúc cho hai em cứ nuôi dưỡng cái tình yêu, nuôi dưỡng hạnh phúc đó và nắm tay nhau đi đến suốt đời nha. Dạ, cảm ơn hai đứa. Cảm ơn hai đứa. Bây giờ sẽ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà đặc biệt như sau. Trước tiên đó chính là một bộ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Alabio. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Alabio hỗ trợ cho người bị đái tháo đường đang sử dụng thuốc hạ đường huyết. Với 5 thành phần, Ala đã được nghiên cứu và chứng nhận lâm sàng về hiệu quả. Đặc biệt là chuyển hóa đường thành năng lượng cho cơ thể. Sản phẩm được nhập khẩu từ Nhật Bản theo tiêu chuẩn sản xuất. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Nhật, Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Và món quà thứ hai đó chính là một cân điện tử đến từ thương hiệu Yakio. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ chăn ra gối nệm đến từ nhãn hàng Edena. Và món quà thứ tư hồi nãy tôi có gợi ý đó, đó chính là trọn bộ sản phẩm cao gội đầu và xả thương hiệu Igro giúp kích thích tóc mọc ra đầy đó. Sản phẩm sản xuất theo công nghệ organic, phù hợp và an toàn cho mọi lứa tuổi. Và đi kèm với món quà này đó chính là một miếng cước chùi nồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đau lưng lại, và nghe kỹ câu hỏi của tôi nhé. Màu sắc yêu thích nhất của vợ bạn là màu gì? Đây rồi, đó. Màu. Màu sắc yêu thích nhất của vợ Wicked là gì? Quay ra. Màu hồng. Màu hồng. Màu hồng. Màu hồng. Trời ơi, tuyệt vời. Không ngờ rằng là hai cô dâu lại có đấng ông chồng. Ai có đấng ông chồng hiểu ý mình như vậy, đúng không? Và bây giờ chính vì điều đó tôi mời hai cô dâu bước lên một bước, nhìn nhau, cười nhòe với nhau một cái, sau đó quánh tù xì nha. Quánh tù xì. Tù xì. Rồi xong. Rồi xong. Mời hai vợ chồng thập với chọn đi màu nào. Đó. Chọn sao dính cái hiệt rô đó. Màu đỏ. Màu đỏ. Bữa nay màu gì? Màu xanh. Màu xanh. Màu hồng. Ôi rồi. 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 Tôi đã xin mời của ai hồng. Của ai người đó lấy đi. Mời, mời em màu xanh. Mời chị Vân mở lên nha. Mở. Rồi, hai vợ chồng chuẩn bị mở ra. Đếm nào. 1 2 3. Wow, cầu được ước thấy trời rồi. Trời ơi, cầu được ước thấy trời luôn. Ơi. Chúc mừng cặp vợ chồng của Thạch và Hoàng Hạc đã nhận được một món quà, đó chính là một trọn bộ sản phẩm cao gội đầu và xả thương hiệu Hero. Và đi kèm với món quà này đó chính là một miếng cước chùi nồi. Và chúc mừng hai vợ chồng ca sĩ Wicked đã nhận được một phần quà, đó chính là một bộ sản phẩm chăn ra gối nệm cao cấp đến từ nhãn hàng Edena. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son của tuần này đã hết. Thay mặt chương trình Vợ Chồng Son, Quốc Thượng cảm ơn nhãn hàng Alabio, Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường đã đồng hành cùng với chúng tôi. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. Họ suy nghĩ là anh đang đong đưa với cổ, nhưng mà thật ra anh không có phải vậy, mà anh chỉ chọc ghẹo thôi. Nhưng mà em không thích vậy. Em muốn là bạn trai em lúc nào cũng chỉ tập trung 100% vào em thôi.
cho nên là tụi em cãi nhau, gây lộn với nhau rất nhiều. Mà mỗi lần như vậy là em quyết định chia tay. Ba má nghe ảnh ở dưới miền Tây á, đâu cho em lấy đâu. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau hàng tuần vào tối chủ nhật lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. Ở nhà thì là không bao giờ mặc đồ xấu, lúc nào cũng tóc là phải mướt bóng bẩy cái kiểu, đôi khi mình thấy mà chỉnh chu quá nó giống bê đê á cô. Giống bê đê á cô. Mời quý vị chúng ta hãy cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Wow, trời ơi đẹp quá. Chào đón hai em đến với chương trình. Dạ, chào. Mai em giới thiệu về mình. Con tên Phạm Thị Quỳnh Như, năm nay có 25 tuổi, làm nghề spa. Nào bây giờ mình chào nhau cái nào? Chào chị Vân, chào anh Quốc Tuấn. Mình con là em. À em tên là Dũng. Dũng. Wow, Dũng là tên Việt Nam. Tên tiếng Anh là Josh. Josh. Yeah, Josh. Yeah. Em đến từ đâu? American hay là Em là người Úc. Úc. Australia. Em bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. 29 tuổi, em làm nghề gì? Em là kỹ sư. Kỹ sư về... Kỹ sư. Về điện, về nước hay là về IT hay là về gì? Construction. Kỹ sư xây dựng không? Xây dựng. Kỹ sư xây dựng. Cái làn da này của em á, là làn da là trước giờ hay là làn da nó có nhuộm rồi? À, làn da trước đó là của em nó cũng màu, nó cũng nâu nhưng mà nó không có đậm màu như vậy. Sau khi mà có chồng á, với lại bên Tây người ta thích da nâu, dưỡng nâu thêm cho nó đậm lên thêm. Thế mình làm spa mà bây giờ da muốn trắng hay là muốn nâu hay là muốn gì là do mình hết đúng không? Dạ, nhưng mà ở bên bển thì thấy đẹp, còn ở bên đây lúc trước cũng có nhiều người nói trời sao cái anh này ảnh đẹp trai, ảnh trắng vậy mà anh có cô vợ này đen mà xấu kiểu vậy. Vợ của em á quá trời đẹp đúng không? Đẹp. Very very beautiful. Đẹp right? Quá. Quá đẹp. Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like my skin? Yeah. Da yeah, đẹp. Yeah, đẹp. Đẹp, đẹp, yeah. Đẹp đúng không? Đẹp. Nhưng mà cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Như á là Như chưa có cái làn da nâu nhiều như vậy. When I don't really mind about a girl's skin color. It doesn't bother me. So if her skin was brown or white, doesn't matter. It matters about how she is as a person. Giống như là lần đầu gặp con thì cái da cũng nâu nhưng mà ảnh không có quan trọng về cô gái là cái làn da, chỉ là cái inside là ở trong cái tính tình tâm hồn đúng không? Bây giờ nè, anh rất muốn nghe cái câu chuyện tình yêu của các em. Dạ. Lần đầu tiên hai em gặp nhau ở đâu? Em ấn tượng gì ở Dũng và Dũng cũng ấn tượng gì ở Như? À, lần đầu tiên con gặp, con xin kêu cô đi cho nó quen. Tại vì cô Dân cũng chắc ở tuổi mẹ con. Mẹ con nhiêu rồi? Mẹ con 54, 55 á. Yeah, the same luôn á. Gặp cái anh này là bữa đó là con nghe chăng cái ngày sinh nhật của con. Đêm đó là con đi chơi, đi trong một cái quán bar, đi cùng đám bạn sinh nhật. Anh này anh đi chung với một anh kia nhưng mà không quen biết gì nhau hết, chỉ là đứng gần bàn thôi. Thì lúc đó từ xa là thấy anh này anh cũng có địa ảnh nhìn thôi, cũng nhìn anh là thấy ảnh hiền quá. Sau đó cũng vô tình là cái chị mà đi chung bàn của con á quen với cái anh bạn của anh này, cho nên hai người mới đi qua trò chuyện. Trong nhóm đó thì không ai biết tiếng Anh nhiều, chỉ có mình con biết tiếng Anh thôi, cho nên mới tiếp chuyện với anh này, mới nói chuyện với anh này thì uống rồi say xỉn, sau đó rồi đi về. Mà anh ấy về không có cái liên lạc gì hết luôn. Mà con gặp ảnh là đêm thứ ba. Ngày thứ bảy là anh đi về nước. Là buổi trưa con đi uống cà phê. Nó ở cái khách sạn là gần ngay đó luôn. Ảnh chuẩn bị đi ra sân bay. Vô tình con vừa xuống taxi, gặp ảnh vừa bước xuống là hai người gặp nhau. Mà kiểu mà nhớ mãi mãi, mà nhớ hoài không biết gặp ở đâu. Tại vì đêm đó là ban đêm gặp nhau là lộng lẫy lắm. Còn bên ngoài bên ngoài thì bình thường không có được đẹp. Hồi mới nhớ trực ra là gặp nhau cái đêm đó. Thì mới lại nói chuyện. Thì ảnh nói là anh chuẩn bị anh về nước. Thì hai người ngồi nói chuyện đâu khoảng 2 tiếng. Xong rồi ảnh mới xin Facebook của con. Vậy bển mới bắt đầu tiếp chuyện, nói chuyện là, dạ. Còn Dũng á, là khi mà Dũng when you meet her, you fall in
fall in love. When I first met her, em thấy em nhìn chân chó. Chân chó. Chân chó. Ai chân chó? Nhưng mà nhưng mà trời ơi, đẹp đẹp quá. Tiếng Việt không rành nhưng mà tiếng tiếng lóng rành quá. Chân chó rồi. Yeah. I'm curious, more curious about her, and I want to get to know her more. But I felt yeah, instant attraction straight away. Yeah. Anh nói là giống như là thường là ảnh cái kiểu cũng đẹp trai. Anh thấy thường ở Việt Nam là mấy cô gái gặp ảnh là kiểu thích hay là tấn công. Còn con thì gặp ngay cái kiểu chảnh chó không quan tâm, cho nên ảnh ảnh tò mò, ảnh muốn tìm hiểu thêm. Như vậy là sau đó thì là ảnh về nước ảnh. Ảnh về bao lâu em? Ảnh về đâu 3 tháng. Từ khi anh về bển là hai người nói chuyện mỗi ngày luôn. Liên tục đúng không? Liên tục từ sáng tới tối luôn mà nói mỗi ngày. Nhưng mà với cái mức là bạn bè. Tại vì trong thời gian đó là con vừa mới chia tay bạn trai cũ. Ảnh thì ảnh cũng mới vừa chia tay với bạn gái, vừa mới chia tay khoảng một tuần luôn. Cho nên hai người đang muốn tập trung cho công việc, không có muốn mà phải... Tức là muốn là bạn bè chia sẻ những cái trong cuộc sống, những cái này kia kia nọ thôi. Chứ không hề nghĩ tới cái chuyện là mình tán tỉnh nhau đúng không? Cũng biết cái cảm giác thích nhưng mà sợ không dám muốn... đi sâu hơn nữa. Khi mà Dũng xa Vi á thì Dũng có nhớ không? Do you love? You miss her? When you lay farther away from me, do you miss me? Yeah, yeah. When we first started talking, I started to get really lots of love for her, instant attraction. And it started to scare me at first. Em sợ a little bit. Then I didn't fight my feelings and I knew I had to make it work with her. So that's when I moved to Vietnam, decided to sống in Vietnam. Sau 3 tháng là về Việt Nam luôn. Dạ, lúc đầu anh gặp con thì anh cũng có cảm giác là yêu nhưng mà sợ, sợ phải... Tại vì công việc ở bển, lúc đầu con gặp anh thì con nói là không muốn yêu xa. Tại vì mới vừa kết thúc một cuộc tình yêu xa, thấy không có kết quả, sợ phí thời gian. Dũng sợ mất con. Dạ. Chuyển về đây nó làm. Dạ, rồi anh cũng âm thầm anh chuyển về đây luôn. Anh không hứa với con điều gì hết, chỉ là tâm sự thôi là tại sao mà chia tay kiểu vậy. Sau 3 tháng là anh về đây. Dạ. Rồi bao lâu thì anh mới bắt đầu tỏ tình và muốn em là bạn gái của anh? À, sau 3 tháng anh về đây là mới gặp nhau. Rồi xong anh về đây được một tuần, anh về bển lại. Về bển lại anh mới bắt đầu là anh nói là anh yêu con, anh muốn là đi sâu hơn nữa. Anh muốn nghiêm túc cái mối tình này. Con mới nói là mình để nói chuyện từ từ đi. Bây giờ con cũng biết là có cảm giác yêu nhưng mà có cái gì đó cứ sợ sợ. Cái tới không tới mà lui không lui, cứ vậy hoài. Không tới đâu á. Dạ dạ đúng rồi, cái mới ngừng nói chuyện đâu khoảng... một tuần, ảnh mới nói thôi thôi mình cũng làm bạn đi. Con cũng nói thì đâu đó giờ đâu có nói yêu nhau đâu bạn mà. Không nói chuyện từng cái xong rồi tuần sau đó ảnh mới nhắn tin. Cái mối tình kia không tốt thì đừng có suy nghĩ cái người khác như vậy, mình phải mở ra một xíu. Thì cho ổng cơ hội để giống như là ổng sẽ chứng minh con là tỏ. Dạ dạ. Cho nên 2 tháng sau ảnh qua thăm con được một tuần, cái 2 tháng sau qua nữa xong là bắt đầu ảnh quyết định về đây luôn. Mà ảnh về đây mà con không biết luôn. Ảnh về đây con cũng tưởng nó là qua thăm con nhưng mà ảnh đem quá trời đồ luôn. Con mới hỏi ủa chuyến này qua bao lâu, ảnh mới nói là qua ở luôn. Nhưng mà lúc đó con cũng cái cảm giác con cũng tin khoảng chừng 50% thôi. Đến khi nào thì em mới tin tưởng anh hoàn toàn và chấp nhận anh? Chắc từ sau cái vụ dịch này á con. Năm gọi là trước khi ảnh qua là tháng 8 tới tháng 12 anh về bển, ảnh ngay chăn Tết ở bển á. Là xong rồi ảnh về bển xong ảnh xin cái giấy độc thân. Hai người không nói là phải cưới nhau hay gì hết. Mà tự nhiên ảnh âm thầm ảnh xin cái giấy độc thân qua bên đây. Cái ảnh mới nói là xin visa mỗi lần, tại vì visa của ảnh ở đây là visa du lịch 3 tháng xin một lần. Ảnh nói làm gì mất thời gian rồi này kia. Mình nghĩ là mình có cái giấy mà kết hôm á là mình sẽ được visa 5 năm. Con mới nói thôi cái đó để em suy nghĩ, tại vì mới hai người mới về sống chung mà con sợ kết hôn nữa. Ở từ từ rồi mới có. Mình thấy anh này kiểu anh hay giỡn, anh hay chọc ghẹo. Mình thấy kiểu anh còn nhỏ so với cái tuổi con thì con thích đàn ông chững chạc. Mà từ từ ở thì thấy anh này cái tính ảnh trẻ, ảnh vui, ảnh hay giỡn, nhưng mà cái tính ảnh thì cực kỳ đàn ông. Con ở con cảm thấy con làm thoải mái mọi chuyện cho nên mới quyết định là kết hôn. Bao lâu thì tụi con ở chung với nhau? Ảnh qua đây là ở chung liền luôn. Là cái lần mà dọn đồ về ở luôn đó. Dạ, lúc đó cũng có nói là con nói là không ở chung, tại đó giờ con không ở chung với ai. Nhưng mà tự nhiên sau ấy ảnh này ảnh qua đây vì mình một mình. Cái mình đi thuê nhà đồ cho ảnh vừa đi về. Mà sao ổng cứ nhắn tin hoài mà thấy cũng tội nghiệp. Cái cứ qua ngày đem một bộ đồ, hai bộ đồ qua từ từ rồi ở chung luôn. Hay chót. Vợ em nói rất là nhiều mà anh thấy là em nhìn vợ em chậm chậm vậy đó. Em có hiểu vợ em nói không? What's that? You know you speak too much. When I'm talking and then you just look at me. Yeah, yeah, yeah. Do you understand what I say?
Yeah, some bits, chip seal, chip seal. Chip seal, yeah. Yeah, yeah. Still learning Vietnamese, hop tiếng Việt, tám tháng rồi. Năm tháng rồi. Tám tháng. Dũng có cảm thấy hạnh phúc khi mà cái lựa chọn của Dũng với Như không? Khi mà Dũng bỏ gọi là công việc ở bên kia. Happy or say when you move over here to live with me? How is your life right now? At the start, I was a little bit scared, but I knew as soon as I started talking to her more every day, we were talking. I knew that it was the right decision. My family thought I was crazy to move to Vietnam to live straight away with her, but I knew it was the right decision, and I'm happy that I've done that. It's definitely made my life happier. Ban đầu là sự lựa chọn về đây là kiểu cũng hơi sợ, cũng hơi lo lắng mọi thứ. Với lại gia đình của anh đó, bển cũng nghĩ anh bị khùng. Tại vì mới chưa có biết, mới gặp cô gái có một lần đầu tiên mà chưa có thời gian gì hết, rồi qua đây luôn kiểu vậy, rồi sợ lựa chọn không có đúng đắn á. Nhưng mà sao về đây ở rồi mọi thứ nó thay đổi, nó khác. Cho nên anh thấy anh vui, anh hạnh phúc với cuộc sống mình. Mấy người bạn trai trước của Như á thì Như có dẫn về ra mắt ba mẹ không? Con quen nhau cỡ chừng 3 tháng là dẫn về. Dũng mà lần đầu tiên đến nhà Như gặp ba mẹ, Dũng có sợ không? Do you scare first time you come to my home? Sợ quá. Yeah, just because I've never met, I wasn't sure about the Vietnamese culture so much when I met her family. So it was a big change for me. But her family was very welcoming. Hồi đó giờ anh chưa có tiếp xúc với văn hóa gia đình Việt Nam á, cho nên cũng sợ không có biết văn hóa nó như thế nào. Sợ nói không hiểu phải không? Dạ. Nhưng mà hôm đó là Dũng đâu có nói được câu tiếng Việt nào đúng không? Dạ chưa, con không biết được tiếng Việt. Dũng là chỉ có nói chuyện với ba mẹ là thông qua Như thôi đúng không? Dạ, nhưng mà bây giờ thì nói chuyện được chút xíu. Hai mẹ con gọi FaceTime. Tiếng Việt là Dũng có đi học ở một cái lớp nào không hay là em dạy cho Dũng? Dạ có, sau khi mà lần đầu tiên về gia đình con để tìm hiểu, để ra mắt gia đình á, là anh bắt đầu là anh xin con học tiếng Việt. Anh nói là anh muốn xác định ở Việt Nam rồi, là xác định có cái gì đó rồi là phải biết tiếng Việt với lại nói chuyện với bố mẹ con. Cho nên anh đòi học, nhưng mà trong thời gian đó con cũng không cho anh học nữa. Anh năn nỉ hoài mà con không cho. Rồi cuối cùng là bây giờ là Dũng học tiếng Việt từ ở đâu? Từ dạ, cái nguồn có nào? Cô giáo lại nhà em dạy. Cô giáo. Sao học tiếng nhưng Việt? Nhưng mà tiếng Việt khó quá. Khó quá, đó là điện thoại đó. Có bao giờ mà nói xấu vợ bằng tiếng Việt chưa? Trôn em á, có khi nào trôn con bằng tiếng Việt không? Cũng có, nhưng mà ảnh gành tiếng Việt, nhưng mà chỉ biết mấy cái câu mà tầm bậy tầm bạ thôi à. Ví dụ rồi. Really? Coi như câu gì? Chảnh chó là biết rồi đúng không? Chảnh chó, em cùi bắp. Cùi bắp. Em cùi bắp. Cho tới bây giờ là các em đã chính thức là vợ chồng là bao lâu rồi? Là 2 năm. Được 2 năm. 2 năm rồi. Dạ. Rồi. Bây giờ là bắt đầu đến cái phần vui nè. Ông có lòi ra tật xấu gì không? Ở nhà cô là quá điệu, con thì cái tính con chậm chạp, con cũng lâu. Mà gặp anh này, anh chờ anh còn hơn mình nữa, cái đâm ra mình bị quạo. Ở nhà thì là không bao giờ mặc đồ xấu, lúc nào cũng tóc là phải mướt, bóng, bẫy cái kiểu. Đôi khi mình thấy mà chỉnh chu quá, nó giống bê đê đó cô. Giống bê đê đó cô. Hiểu không? Dạ. Giống như đang đói quá trời đói, order đồ ăn. Cái rap người ta đợi dưới cái đi xuống lấy thì mặc đồ ở nhà, mặc áo thun bình thường thôi. Đi xuống đi không chịu. Vô thay đồ cái xịt nách, xịt nước hoa rồi tùm lum hết trơn, làm hơi nó bị lố quá. Cái con cảm thấy con bực bội là hay cãi nhau mấy chuyện đó lúc ban đầu. Vậy đó hả? Xuống gặp shipper mà cũng coi như là cũng đánh quần đánh áo nữa. Một ngày là thay 4-5 bộ đồ. Wow. Công việc nhà thì có chị giúp việc, nhưng mà làm ông này ông cũng khó chịu, nhưng mà ông không bao giờ ông làm. Khó chịu, kỹ tính nhưng mà không có làm. Hiểu không? Hiểu không Dũng? Không hiểu. Say like, you disagree cool, you like to clean or anything but you never do. I do, I clean the house or something. So. Xạo. Xạo mà. Rồi, còn tật xấu gì nữa không nè? Có cưng vợ dữ không? What bad things about me? Chiều là con nói thiệt là con nghĩ không có anh nào chiều vợ như anh này luôn. Bởi cái lý do đó là con mới xác định, con cảm thấy thoải mái, con mới xác định kết hôn với anh á. Có ghen không? Không bao hề ghen luôn cô, kiếm ghen không ra luôn. Vậy hả? Tin tưởng vợ. Rồi Như ngược lại, Như có ghen ảnh không?
con cũng không có ghen, nhưng mà có cái thời gian anh mới về Việt Nam á, thì hai người cũng có chơi TikTok á, cũng nổi ở trên đó cô. Cũng có mấy chị kia nhắn tin kết bạn đồ với ảnh, còn ảnh thì anh hiểu, anh nghĩ ở bển thì cũng bình thường, mà anh này thì cái tính anh không có mấy cái chuyện mà gái gú gì đó, cho nên hả anh kết bạn con thì con lại không thích. Ảnh kết bạn với cái người nào đó, ví dụ ảnh không hiểu, nhưng mà người ta nghĩ ờ cái anh này ảnh chắc ảnh cũng thích mình, cho nên ảnh mới chấp nhận. Mà còn cái anh này thì ảnh lại nghĩ cái đó là lịch sự, cũng có cãi nhau vấn đề đó. Dạ. Bây giờ còn không? Dạ không, hết rồi con. Rồi bây giờ tới Dũng. What are bad things about you, right? Kể bằng tiếng Việt luôn. Nói nhiều, nhiều hả? Em tức giận, quick, she get angry, nhanh, bực bội. Nhanh tức giận, nhanh bực bội, đúng không? Very quick, nhanh. Mỗi lần tức giận thì cô ấy thể hiện như thế nào? Just say anything. Cause she gets so angry, I need to calm her down. I need to go, calm down. But yeah, sometimes she just gets so angry too quick, and I don't know what to do sometimes. But I'm very patient, so that's why we work. She gets angry and I'm patient. Ông nói là ông rất là kiên nhẫn khi ông ở với con. Thì con là cái tính ông là như đàn ông vậy đó, còn ông này cái tính ông như phụ nữ vậy đó. Hai người nó trái ngược nhau. Ông không bao giờ biết tức giận. Còn con là cái chuyện gì mà không phải cái đùng lên. Xong rồi 5 phút rồi thôi à. Tại vì là hiểu rồi đó, là nóng tính nè. Dạ. Rồi còn cái gì nữa? And what's up? Always mua 1 hour. Buy clothes all the time. Can you speak Vietnamese? Cái gì? Mua one hour. Là gì? One hour. Mua quần áo nhiều quá. Mua quần áo nhiều lắm. Mua quần áo nhiều lắm. Online shopping. Trời ơi. Mỗi lần mà cô ấy giận, thường Dũng làm cái gì để cô hết giận? When I'm angry, what you do to make me calm down? Leave her alone. I need to leave the house sometimes, or just try be nice, or I try talk you down. Ví dụ như con giận người khác á, thì ảnh ở đó anh giống như ảnh khuyên, ảnh calm down xuống anh nói chuyện. Còn mà con đang giận ảnh á, thì là anh phải đi ra chỗ khác. Chứ không có chọc ghẹo con để cho con bớt giận à? Có, lúc đầu anh hay chọc ghẹo, là anh hay làm trò làm này làm kia, nhưng mà con đang giống như là làm mặt cười và làm mấy cái chuyện như con nít vậy đó. Mà con thì con không thích đàn ông cái tính kiểu như nít, mà mình đang quạo mà thấy cái mặt ổng vậy nó còn quạo hơn nữa. Cái mặt ổng làm sao đâu. What like you try to make me feel happy, like smiling when I'm angry, your face do it. No, like you do, you like you. You do something like that. No. What do I do? I don't even know my face. Còn tật xấu gì nữa không? That's a bad thing that you get angry, but your mood can change so quick. Thay đổi nhanh. Sáng nóng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Học rất là nhiều. Nói chung là mấy cái nghĩa cùi góc là học rất là nhanh. Sáng nắng chiều mưa. Dũng muốn vợ mình thay đổi điều gì? What you need me to change? Try to be a little bit more patient when you don't know something and not get angry too quick. Con phải cố gắng tập tính kiên nhẫn, không có quá dễ tức giận, phải suy nghĩ cái đó. Còn con muốn Dũng thay đổi gì không? Bớt cà gỡn lại cô. Tức là phải chững chạc lên, gentleman lên hả? Là không, không có baby nữa hả? Dạ, với lại không có play game much. Chơi game. Không có chơi game. Chơi game. Em nói với Dũng đi, Dũng hiểu đi. I want you to change, like, not play game much. Rồi cái kia nữa. And but like not bd to not like. Bd not bd. Cảm ơn Như với lại Dũng tham gia chương trình này nha. Dễ thương quá, hai người quá dễ thương. Xin cảm ơn em đã đến với chương trình. Thank you very much. Như nãy em kêu Dũng làm vụ bd. You do bd like this one more time. Oh. Yeah. Cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. À vậy đó là hả? Một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng khắp phố ấy, tỏa sáng bừng khắp phố ấy. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp tục để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Wow. Mời em. Dạ. Xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quốc Thuận ạ. Chào em. Bữa nay anh mới được gặp em ở ngoài đời nè. Dạ, em cảm ơn. Đây là một diễn viên mà anh cũng rất là ngưỡng mộ khi mà xem phim em đóng. Rồi, xin chào mừng hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son.
Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Mỹ Linh. Năm nay em 26 tuổi. Ơ quên, 28. Trời ơi, anh Giang 2 tuổi hả Linh? À, dạ. Nhưng mà không sao, à, nhìn em coi như là 26 tuổi vẫn tin. 26 tuổi là tuổi khi mà hai vợ chồng mới lấy nhau, là chắc vợ em cứ nhớ mãi thế. Linh ơi, bây giờ công việc của Linh là gì? Dạ, hiện tại thì em làm về phun xăm thẩm mỹ anh. Ừ. Dạ. Rồi, tới em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Linh Sơn. Năm nay em 34 tuổi ạ. Hiện nay là em là một diễn viên và cũng là một huấn luyện viên sức khỏe. Gần đây anh ít xem Linh Sơn đóng phim. Dạ. Vậy thì anh cũng muốn biết là những dự án sắp tới của em là gì ạ? Dạ, hiện nay thì em đang tập trung vào mảng sức khỏe. Em muốn xây dựng một cộng đồng mọi người sống khỏe và lành mạnh. Sơn ơi, em có thể giúp cho anh bí quyết để làm sao cho cái dòng hai của anh nó teo là được không Sơn? Anh về đội của em. Về đội của em nha. Vâng. Ok, em đã giúp được rất là nhiều người rồi. Em đừng cứ dơ ra nữa, em cứ đóng lại đi. Rồi khi nào em về đội của Sơn một thời gian đi, rồi em mạnh dạn em khoe ra. Nó nhìn cũng được mà. Đó. Bây giờ kể cho anh nghe coi, cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau và lần đầu tiên em ấn tượng gì về chàng trai Linh Sơn này? Thì tụi em quen nhau cũng rất là tình cờ. Tụi em quen nhau là qua ứng dụng hẹn hò anh. Dạ, hồi đó là em là đang độc thân, em chưa có quen ai hết. Xong rồi hôm đó thì tình cờ là một nhỏ bạn thân, bạn gái của em qua nhà chơi. Thì em mới thấy nó ngồi, nó mở điện thoại ra, xong rồi nó lướt. Mà em nhìn vô em thấy, ủa sao toàn trai đẹp không vậy? Xong rồi nó mới kêu là tao chỉ được nhìn thôi chứ tao không có được ăn mày ơi, tại vì lúc đó là nó đang có bạn trai rồi. Em mới kêu là vậy thì cài cho tao đi. Dạ, chứ em thật ra là em không có biết mấy cái đó, em không có rành về mấy cái kiểu công nghệ thông tin các thứ cho lắm. Dạ, xong rồi thế là bạn em mới cài cho em. Xong rồi lúc mà em coi thì em lướt thì người đầu tiên là em thấy là anh Sơn. Đúng người đầu tiên luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó em không có biết anh là diễn viên. Em bảo là ủa sao ai nhìn quen, thì mình nhìn cái gương mặt mình cảm thấy là quen, giống như gặp ở đâu rồi á. Em kêu là ủa sao nhìn thấy quen. Cái thôi em thả tim thử thì tự nhiên thấy anh trả lời. Dạ. Cũng đang chờ. Lúc mà Sơn nhận được cái tim đó thì là lúc đó Sơn sao? Wow. Bởi vì em thấy là ôi sao cô gái này nhìn trông rất là dễ thương. Thực ra thì những cái ứng dụng hẹn hò hay là mạng xã hội thì nó cũng là một kênh để mà mỗi người ta có thể kết nối với nhau trong cái xã hội mà bận rộn như bây giờ. Thì sau đó thì bọn em hẹn gặp nhau và cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. À vậy đó là hả? Một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng góc phố vậy. Đúng gu rồi đó. Đúng gu. Anh hỏi nè. Dạ. Mỗi ngày em nhận được nhiều trái tim không? Đến bây giờ lấy vợ chắc là quên hết chuyện cũ rồi ạ. Em gặp nhau là gặp ở đâu? Ở Sài Gòn. Dạ, ở Sài Gòn. Hôm đó là cũng nói chuyện, xong em thấy cũng nói chuyện cũng dễ thương, cũng hợp. Xong anh mới hẹn nhau là đi ngày mai đi ăn tối. Thì là ngay ngày hôm sau thì tụi em hẹn hò luôn, gặp nhau. Dạ. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp anh ở ngoài đời á, là em đã nhận ra liền ảnh là diễn viên Sơn. Dạ không, em không nhận ra, em chỉ thấy là chưa. Nhưng mà em ấn tượng nhất ở Sơn là điều gì? Lúc mà em gặp anh ở ngoài lần đầu tiên á, là em ấn tượng là em vừa mới bước ra khỏi cửa thì em thấy hả, đứng xa á, có người đi cái xe cào cào á, cao thiệt là cao, nhìn lạ lắm, cao, xong rồi mặc đồ thể thao, cái đứng thấy em quay ra cười một cái, trời, em nói tỏa sáng luôn. Dạ, tỏa sáng. Nhưng mà về sau này mới thú nhận với em, kêu là ban đầu là coi hình em ở trên mạng á, là thấy đẹp nhưng mà thấy nghi. Em bảo ủa nghi là nghi gì? Kêu là sao chồng? Thấy chân dài quá, mình kêu không là... biết là con trai hay con gái. Thấy em cao rồi, dáng cao rồi vậy á, đẹp cao quá rồi sợ. Rồi kêu có khi nào là người chuyển giới không? Cái đến hồi gặp ở ngoài thì mới xác nhận là không phải. Em là người miền Nam. Em là thích Tây Bắc không? Thật ra thì em trước khi mà em quen anh Sơn á thì em cũng có quen một người là người trai Bắc rồi. Em cảm giác là trai Bắc thì hơi nói chuyện hơi kiểu cách, xong rồi lúc mà em nói chuyện với ảnh á, lúc mình nói qua tin nhắn thôi á thì em thấy ủa sao nó ngọt ngọt nghi nghi. Xong rồi nghi em mới hỏi, em mới kêu là
ủa anh có phải người người cha cha Bắc không, cha Hà Nội không? Cái xong hỏi là ủa sao em có kinh nghiệm hay sao mà em hỏi anh vậy? Cái em kêu thì em thấy giống giống vậy đó. Cái xong rồi qua ngày hôm sau thì ông biết là em không có vẻ là không thích cha Bắc rồi. Cái xong qua ngày hôm sau, cái lần đầu tiên mà gặp nhau á thì anh nói giọng nam nha anh. Nói giọng nam rặt luôn, không phải là theo kiểu là giả giả đâu. Thì là do anh là diễn viên mà anh học diễn xuất, anh có học về cách nói giọng nam, chắc để vô vai hay sao đó. Thì là ngày đầu tiên là anh, lúc mà gặp em đầu tiên là anh nói giọng nam rặt luôn. Là em ấn tượng luôn nha. Xong Sơn rồi. Nói thử đi Sơn. Chuyện nói tiếng nam đi Sơn. Dạ em sợ. Dạ em sợ. Quỷ sứ rồi. Hôm gặp đầu tiên thì là tụi em đi ăn, xong rồi anh mới hỏi em là em thích ăn cái gì. Cái anh mới kêu là hay là để anh dẫn em qua cái khu người Bắc bên này, nó có mấy món ngon lắm. Thì tự nhiên qua tới khu đó cái ông chuyển giọng Bắc rồi. Ông nói Bắc luôn. Dạ. Tự nhiên cái nói giọng Bắc, cái xong em hết hồn luôn. Thấy ban đầu kiểu mình đã ấn tượng rồi anh. Sau cái lần đó là bao lâu tụi em chính thức yêu nhau? Sau cái buổi hẹn đầu tiên đó. Yêu liền không? Hay là phải mấy tháng sau hay là mấy ngày sau? Dạ không, chắc là cỡ một tuần thôi. Là tụi em... Nói nghe nè, ảnh có đưa em về nhà ảnh ở ngoài Bắc nhưng mà ra mắt gia đình. Dạ có. Dạ thì tụi em quen nhau được tầm chắc 4 tháng hay sao đó. Thì là anh dắt em về Hà Nội. Nhà anh là ở Hà Nội mà dắt em về chơi với lại ra mắt nhà anh. Thì thật ra thì anh nói là em là người đầu tiên anh đưa anh, về. Dạ đúng mắt. Rồi. Dạ đúng rồi, anh đưa về ra mắt. Mà em thì sợ kiểu giống như ở ngoài Hà Nội thì gia đình thường thường em thấy kiểu gia phong lễ giáo đúng không? Dạ đúng rồi, đúng cho rồi. Nên bắt buộc là mình phải kính đáo, mình phải công dung ngôn hạnh, mình phải kính dạ, kẻ. Nói chung không? Là kiểu cũng sợ. Hồi đó là em làm về thời trang thì em rất là thích thời trang luôn, mà em ăn mặc kiểu giống như là em ăn mặc kiểu cũng hở kiểu dạng vậy, hay là rách quần rách đồ đó. Xong rồi lúc mà em về á là em cũng đã ráng em lựa sao đồ em là nó cũng phải là kín đáo kín đáo nhất có thể, nhưng mà tại vì đồ em cái nào nó cũng phải hơi kiểu cách tí xíu. Thì đợt đó em còn để tóc màu bạch kim nữa, tóc trắng á, tóc màu bạch kim, tóc trắng nữa. Thế xong về xong rồi lúc đó mẹ chồng cũng bị ấn tượng, kêu là gặp em là giật mình luôn, tại tại vì anh Sơn chưa có dắt ai vào nhà ra mắt hết. Thì nhưng mà mẹ anh Sơn thì cứ nghĩ là gu bạn gái của anh Sơn là theo kiểu mà nhìn thùy mị hiền hiền rồi. Lúc đó em cá tính quá, nhìn em cá tính quá, xong rồi chắc 10 người gặp em thì nghĩ em là chắc là dân chơi á, kiểu dân chơi. Dạ đúng rồi, tại vì từ cái phong cách ăn mặc cho tới cái ngoại hình á thì đều nghĩ vậy. Nhưng mà nhà Sơn là có phong kiến không? Tức là ba mẹ dạ. có Dạ không ạ, nhà em nói chung là cũng khá là thoải mái. Nhưng mà thực ra thì với Linh thì phong cách ăn mặc của Linh cũng rất là cá tính. Nhìn ở ngoài trông ăn chơi phết đấy. Thực ra thì rất là ngoan hiền, cũng chỉ là cái sở thích ăn mặc, cái gu ăn mặc của mình thôi. Chứ không có gì hết. Nhưng mà sau lần đó, thì ba mẹ của Sơn dạ. có ý kiến gì không? Dạ. Có nói cái cảm giác, cái ấn tượng gì? Cái lần đầu tiên thì khi mà mẹ em gặp Linh thì mẹ em bảo với em là sao con lại quen Linh, tại sao lại là cũng hơi hốt hoảng đúng xíu rồi, đó đúng rồi, vâng. Nhưng mà ở một vài ngày thì những tính cách của Linh bắt đầu bộc lộ ra, cũng rất là ngoan này, rồi quan tâm mọi người, nấu ăn Linh nấu ăn rất là ngon. Vâng, đó là một trong những cái ưu điểm của Linh mà em rất là thích. Lúc mà em về thì em cũng kiểu giống như em cũng hồi hộp chứ, em cũng hỏi anh Sơn, em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không? Anh Sơn anh cũng nói thật với em. Anh kêu là thì mẹ chỉ có nói một câu như thế này nè, Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ. Trời ơi, em nghe sao em đứng hình luôn. Về sau này thì cũng mẹ cũng vô Sài Gòn chơi mấy lần này, cũng gặp em thì cũng hiểu tính hơn. Nhưng mà dạ. bao nhiêu lâu thì em biết Sơn là diễn viên? Dạ chắc sau đó cũng không bao lâu đâu. Là em biết anh là diễn viên. Cái lúc mà em quen với Linh á thì là em có công khai với báo giới không? Công khai với đồng nghiệp đúng không? Dạ, thực ra thì cuộc sống của em thì cái công việc diễn viên là cái niềm đam mê của mình, nhưng mà cuộc sống riêng, cuộc sống cá nhân của em lại sống rất là khép kín. Vâng, nên là các em với Linh quen nhau thì nói chung là cuộc sống chỉ là cuộc sống của hai đứa với nhau thôi, cũng không có công khai gì cả. Rồi đến khi mà lấy vợ thì lúc ấy thì mọi người mới biết ạ. Vâng. Chắc cũng hơi bất ngờ đúng không? Dạ vâng. Vậy tụi em cưới nhau làm được 2 năm. Dạ, đúng rồi ạ. Dạ. Đúng rồi, 2 năm. Thì trước đó là quen yêu nhau mấy năm?
Yêu nhau là một năm. Vâng. Yêu nhau là một năm. Rồi bây giờ là tới cái phần thứ nhì nè, đã về sống với nhau thì là tật xấu. Tật xấu có lòi ra không? Chồng em thì em thấy cũng là hiếm á, một trong những người đàn ông hàng hiếm đó. Dạ đúng rồi. Chồng em thì ở nhà thì rất là chăm lo gia đình còn hơn em nữa. Khi nào mà em mệt quá hay sao là làm đó, hết. Lạc đề đó. Đó. Câu hỏi cái đây là tính đây đỉnh thốt. Ta đang hỏi tật xấu thì đi cứ khen tật xấu. Không có kể tật xấu. Thật mà tốt á. Rồi giờ tật xấu á, tật làm em khó chịu á. Em chưa vừa ý, em chưa vừa ý ẩm á. Chưa vừa ý cho em nghĩ chắc là cũng ví dụ hay... như có bề bộn không? Không, gia trưởng không? Anh con dạ... trai Bắc là thường hay gia trưởng. Dạ không, gia trưởng nếu không? Mà nếu mà gia trưởng thì chắc là em với ảnh là không có đến được với nhau rồi đó. Anh chỉ hơi cầm ràm thôi chứ. Cầm ràm. Hơi cầm ràm em thôi. Tại sao lại cầm ràm em? Tại sao lại cầm ràm? Ừ đó, đó. Tại sao? Tại vì tập xấu của em. Rồi chúng ta thôi. Ông có mê cái gì hơn em không? Ví dụ đàn ông có nhiều người mê game hơn mê vợ nè. Nhiều khi mê tạ. Mê đá banh hơn mê vợ nè. Không, em thì em thấy chồng em là quá đam mê về thể thao. Rồi kiểu vận động từ ngày xưa đến giờ rồi là anh rất là đam mê về thể thao luôn. Mà xong từ khi cưới vợ rồi á, cái gì cũng cứ kéo vợ theo. Mà nhiều khi coi em giống như là đàn ông vậy á, kiểu giống như là cứ kéo em theo á. Nhưng mà có những lúc kiểu mình thoải mái thì mình theo được, nhưng mà có những lúc kiểu mình mệt, mình đi làm về mình mệt hay là sao đó, cứ bảo vợ ra chạy 5-10 cây đi, kêu trời đi, đi làm rồi tới chiều mệt mà đi kẹt xe các thứ về mệt. Mê đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, hai cái tật xấu. Còn bây giờ nè, anh ấy có lãng mạn không? Em nghĩ là chồng em không có lãng mạn đâu. Vậy dạ. Trời, nhiều khi muốn cũng muốn giận lắm chứ. Nhưng mà kiểu giống như em nói chứ, em kêu là cái tính của em á, thì em rất là thực tế. Em giống như nhiều khi ví dụ những ngày lễ ngày gì á, mà kêu em thấy người ta tặng những cái bó hoa to liệt to mắc tiền đồ á, em nói với chồng em kêu là trời, vợ không thích tặng hoa vậy đâu. Tặng vậy tốn tiền, một cái bó vậy mấy triệu vậy đó. Thôi nếu mà ông tặng vậy thôi, thà là đưa tiền mình lấy mình đi mua cái gì mình mua, kiểu dạng vậy, thích vậy. Cái ông nghe vậy thì ông nghĩ vậy thiệt chị. Cái xong đến ví dụ như ngày 8 tháng 3 đi, không có thấy tặng gì hết trơn hết. Xong rồi bảo chứ, nhưng mà tại vợ nói vợ không thích hoa. Cái em kêu chứ, người ta nói không thích thì người ta nói không thích. Nhưng mà ví dụ như chồng chỉ cần tặng cho vợ một bông hoa thôi, vợ cũng thấy thích. Vợ cũng thấy kiểu giống như quan trọng là tấm lòng, kiểu như vậy dạ. Đi ra mua đúng một bông thì anh trời tức dễ sợ luôn. Mà mỗi lần vợ giận á, dạ, thì có xin lỗi hay là có hành động gì để mà cho vợ hết giận không? À, em giận nhưng mà kiểu giống như nhiều khi á, giống như mình giận xong rồi ông cũng ra ông xin lỗi, nhưng mà lúc đó mình đang bực á chị, mình đang bực cái mình cứ thôi đi ra đi, không ấy, kiểu không có ấy gì hết, đi mất tiêu luôn. Trời ơi, em tức, em tức dễ sợ quá mà có sao nói dạ, đúng rồi. Ông không xin lỗi gì vậy thì sao mà hết giận? Thì em á, cái tính của em thì em không có giận lâu được. Em không có giận lâu được, em rất là nhanh làm hòa luôn. Em không có để bụng. Tối nằm, hai vợ chồng nằm xong tự nhiên ông thì kiểu cũng không làm hòa với em. Nằm quay qua thì bình thường á, là hai vợ chồng là ngủ là cứ phải ghét ghét ôm ôm á thì mới ngủ được, kiểu dạng vậy. Cái đến khi mà giận nhau á thì là mỗi đứa quay qua mỗi bên vậy. Dạ đúng rồi. Xong em nằm hoài, em nằm không ngủ được, em nằm hoài, em kêu sao không quay qua ôm mình hay làm hề mình tức ghê, xong kêu đã thế hả, giận cho đến sáng luôn, kiểu dạng vậy, giận qua tới ngày mai luôn. Cái tới nửa đêm quay qua thấy ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy, ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy. Không nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi quay qua ôm cái vậy luôn. cái quay qua ôm cái thôi hết giận. Luôn. Dạ, nghĩa là tự bà giận xong rồi tự bà kiếm ngưỡng những cái ăn cái tự bà hết giận. Dạ. Bây giờ phải hỏi qua Sơn đi, nãy giờ người ta bị ăn hiếp quá. Bây giờ vợ đó kìa, đó bây giờ tấn công đó, xa tay nè, xây ra cám này đó, cơ hội để cho em phản kèo đó Sơn. Thực ra thì thôi mình không nói điểm tốt nữa nhỉ. Vợ ơi là rất là bừa bộn. Vợ ơi là rất là bừa bộn. Cho nên là cầm ràng. Đúng rồi. Thực ra thì tính của em thì trước kia khi mình còn nhỏ thì mình cũng chưa có cái cuộc sống sắp xếp làm sao cho nó gọn gàng sạch sẽ. Nhưng mà khi mà mình lớn lên dần rồi từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn thì mình bắt đầu ở một mình trong một cái không gian mới ấy, thì em lại bắt đầu có tính là em thích sắp xếp nhà cửa cho nó gọn gàng. Thì cuộc sống mình cảm giác nó ngăn nắp hơn. Và từ đó thì đến khi
duyên lấy vợ thì em cũng mang theo cái tính cách đấy vào và cùng với vợ thì lại khá là bừa bộn, đó là còn em thì kể là em để cái gì ở đâu là chắc chắn em biết là em để ở đâu đó, thì nhiều khi thì hai vợ chồng chồng không có thống nhất được cái tính đấy thì em hay em cầm làm thôi đúng không, làm cảnh sát trưởng đấy ạ, đó bừa bộn nữa đi em. Rồi lại việc mà tập luyện thể thao ấy thì từ không chịu. Đúng rồi, không chịu giữ sức khỏe. Cũng lười tập thể thao thể dục. Cũng đúng không? Cũng không hẳn là quá lười nhưng mà cũng lười ở một cái mức độ mà cần phải có người là đẩy đi thì mới đi được. Đó, cho nên là em buộc lòng phải áp đặt cái đam mê của em cho vợ để giữ gìn sức khỏe cho vợ đúng không? Vâng, chị đang biện hộ cho em đó. Vâng. Hai cái xấu của em là đã được biện hộ rồi đó. Bây giờ nè, anh hỏi nè, cô ấy là người làm về thời trang. Dạ. Vậy thì có bắt em phải ăn mặc thời trang theo cái gu của cổ không? Có áp có rồi sao là gu của mình và gu của người khác không phải đâu chị, nhưng mà kiểu như là em thì là một người rất là thích về thời trang thì em là hay thích ăn mặc kiểu cách kiểu này kiểu kia, nhưng mà ngược lại anh thì là một người quá đơn giản luôn. Nhiều khi cái tủ quần áo của anh á, nguyên một loạt áo thun màu đen, nguyên một loạt áo thun màu xám, vậy thôi, mặc đi mặc loại rồi. Cái xong nhiều khi ra đường á, em kêu chứ trời ơi, mặc ra đường vậy chắc người ta tưởng chắc quanh năm suốt tháng có bộ đồ mặc hoài á. Em cũng nói, em cũng chỉnh, em kêu là xong mặc áo sơ mi này kia cho đẹp. Kêu thôi chồng nhiều mồ hôi lắm, chồng không thích mặc đâu, thích mặc áo thun vậy thôi à. Em thấy là hai vợ chồng giống như là hai cái mảnh ghép. Cái người này thiếu cái này thì người kia lại bù đắp lại. Và rồi sẵn đây em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Điều đầu tiên ấy là phải uống nhiều nước vào. Một ngày là uống rất là ít nước. Đấy, chuyên gia về sức khỏe. Chuyên gia về sức khỏe. Uống nhiều nước rồi. Uống nhiều nước, ok. Vợ nên dành thời gian tập luyện thể dục đều đặn trong một tuần. Có thể là khỏe. Không nhiều lắm nhưng mà mình giữ một cái thói quen đó thì nó sẽ là một cuộc sống rất là lành mạnh. Tại vì hai vợ chồng luôn luôn muốn là sống với nhau đúng không? Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Đó, đi, bây giờ chồng cứ khỏe mãi rồi đấy đó. Đến cuối đời vợ lại không đó. Không còn còn khỏe nữa thì lúc đấy làm sao mà vợ chồng mình có thể nắm tay nhau đi khắp thế gian được. Hay rồi. Hay. Bây giờ tới em. Nói chung là chồng em thì có một cái tính em không biết là gọi là ưu điểm hay khuyết điểm nữa nhưng mà tính rất là thật thà và rất là tin người luôn chị. Nhiều khi cái lòng tốt của ảnh á mà ảnh không có nhận ra bị người khác lợi dụng, tức là đặt nhiều khi đặt không đúng chỗ thì mình sẽ giống như mình bị lợi dụng. Đúng rồi, tức là muốn ảnh sáng suốt hơn. Đó là cái điều em mong muốn là ảnh phải tỉnh táo hơn với trong lại, cái việc đó đúng không? Với lại phải suy nghĩ cho gia đình nhiều hơn, tại vì nhiều khi ảnh lại kiểu giúp đỡ nhưng mà lại giúp người ngoài nhiều quá, nhưng mà kiểu nhiều khi quên đi cái gọi là giống như tại nè, kế cận cũng đang cần đúng không? Dạ đúng rồi, em là em muốn ví dụ như lo tốt cho gia đình đi đã rồi mình hẳn lo cho đúng bên đó, ngoài. Đúng đó sư ơi. Nhưng mà các em bây giờ là đã có em bé chưa? Dạ tụi em chưa ạ. Chưa đúng không? Tại vì sau này còn có em bé nữa. Dạ. Đúng rồi. Rất là nhiều thứ phải lo. Dạ. Thôi giờ chị thấy về nè, cái mong muốn của Sơn đối với em cũng hoàn toàn chính xác luôn. Dạ. Chắc chị cũng phải nghe lời, uống nước nhiều nè, chịu khó tập thể dục thể thao. Đó là chị nghe lời em chuyên gia về sức khỏe luôn nha Sơn nha. Rồi nhưng cái việc của vợ em góp ý em chị thấy hoàn toàn chính xác. Dạ. Thực sự mà nói hoàn toàn chính xác luôn đó Sơn. Nghe lời vợ chúng ta. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình Vợ chồng Son. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hiệu ý và bốc thăm may mắn. Trước tiên đó chính là, và món quà thứ tư đó chính là bộ ba sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa KR. Vanessa KR là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho phụ nữ một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt, che phủ toàn diện, chống nắng tối đa, kháng nước cực đỉnh, an toàn với mọi loại da, tiết kiệm thời gian và chi phí. Vanessa KR, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm nước uống ion kiềm cao cấp thương hiệu Fujiwa. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ từ Nhật Bản. Fujiwa không đơn giản chỉ là nước mà là loại nước uống tốt, có lợi cho sức khỏe, giúp cân bằng pH, bổ sung vi khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Nước ion kiềm Fujiwa có thể sử dụng hàng ngày cho mọi đối tượng. Và món quà thứ ba đó chính là mắm ruốc có gia vị cao cấp Trí Hải 360g, tăng thêm trọng lượng, giá không đổi với thành phần 80% ruốc tươi, tạo nên những món ăn ngon trong gia đình như kho măng nước cốt dừa, cơm chiên hải sản mắm ruốc, lẩu mắm ruốc, nêm trong bún riêu, bún mọc, bún măng gà, đánh bún. Mắm ruốc Trí Hải ăn vào nhớ mãi. Và món quà thứ tư đó chính là
đó chính là một miếng cước chùi nồi và một cặp vé xem kịch tại sân khấu chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý, mời các bạn đấu lưng lại với nhau. Đấu lưng lại, dựa vào nhau, dựa vào nhau. Và nghe kỹ câu hỏi của tôi nhé. Em dịch tiếng Anh giọng luôn nha. Lần giận nhau lâu nhất của hai người là bao nhiêu lâu? Xong rồi, mời Linh Sơn quay ra. Hai vợ chồng bạn giận lâu nhất là bao lâu? Một ngày. Hay quá. Rồi, mời hai vợ chồng Dũng quay ra. Quay ra. 8 tiếng, 8 tháng. 8 tháng. Một lần giận nhau tới 8 tháng rồi. 8 tháng. Lâu lắm mà nghe. Như vậy với kết quả vừa rồi thì mời hai vợ chồng Linh Sơn chọn đi. Được. Màu nào đây? Màu nào? Màu nào? Màu nào? Vàng ạ. Rồi, đứng yên đó. Đứng màu vàng bên, đứng đó. Bên Dũng mà nhận được mắm rồi chứ. Dũng biết ăn mắm chưa? Trời cô ơi, anh Dũng là người Việt Nam chính gốc. Mời hai vợ chồng chọn đi màu nào? Hiến. Hiến. Màu xanh, màu xanh. Hiến. Màu xanh. Màu xanh. Ok. Lên đi em. Lên đi mấy cưng. Đó. Thuận và chị Vân sẽ mở trước nha. 2, 3. Em khoan mở. Rồi, có nước uống luôn. Đó, ăn, nước ăn uống mắm đó. Xong rồi có nước uống luôn. Quý vị có mắm không? Không, nước uống. Rồi, như vậy mắm sẽ thuộc vào tay ai? Một bên sẽ là cước chùi nồi và một bên sẽ là mắm. Không biết ai nhận mắm, ai nhận cước. Mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở. Mở. Yeah. Wow. Wow. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Rồi, chúc mừng hai vợ chồng Linh Sơn đã nhận được phần quà. Đó chính là mắm ruốc có gia vị cao cấp Trí Hải 360g. Và chúc mừng hai vợ chồng của Dũng và Như đã nhận được một phần quà rất đặc biệt. Đó chính là một cặp vé xem kịch tại sân khấu chị Hồng Vân và miếng cước chùi nồi. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son của tuần này đã hết. Thay mặt các cặp vợ chồng son, Quốc Thường xin chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại trong tuần sau. Chúng ta sẽ hẹn gặp vào nhau lúc 22 giờ mỗi tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. MV thì em cũng đóng vai là người yêu của anh Phúc. Cho nên là có những cái cử chỉ thân rất là thân mật trong MV nè. Nắm tay nhau hay ôm nhau thì kia. Thật sự thì em nói thật nha, thì thật sự em cũng thích. 13 tháng 2 là hẹn nhau gặp ở ngoài sân bay Tân Sơn Nhất. Chuyện gì xảy ra? Dạ, thấy cô này đẹp quá. Đẹp quá.